Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 160. Giọng nói bí ẩn cười nói, ngươi nên biết nhân quả này lớn đến mức nào. Nếu bây giờ để hắn tiếp quản nhân quả này thì đừng nói chỉ là tương lai, cho dù bây giờ, hắn cũng sẽ không thoát khỏi nơi này. Chủ nhân bút đại đạo cười n-y thì ngươi đã đánh giá thấp cậu ta rồi, cái khác ta không dám nói nhưng chỉ chút này thì tên này sẽ không chết được. Ồ! Giọng nói bí ẩn có chút tò mò, là sao? Chủ nhân bút đại đạo nói, ta thấy, bây giờ ngươi không phải nghĩ đến vấn đề ở điểm giao hư chân, mà là vấn đề của chính ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cam tâm bị mắc kẹt ở đây cả đời sao? Giọng nói kia cười lớn nói, không cam tâm thì có thể làm gì? Vốn là chúng ta có mượn xác thoát thân nhưng, mấy năm nay chỉ có ba người các ngươi tiến vào mà ba người các ngươi lại không đơn giản, còn mượn xác các ngươi là chuyện không thể nào. Chủ nhân bút đại đạo ngẩng đầu nhìn vào bầu trời xa xôi, sở dĩ hắn có thể phong ấn các ngươi là vì thứ thần khí đó phải không? Giọng nói kia nói, phải. Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười nói, thật ra, người muốn chúng ta đi cướp thứ thần khí kia là bởi vì chỉ cần chúng ta lấy được thứ thần khí đó thì phong ấn của các ngươi sẽ tự động được giải bỏ. Giọng nói bí ẩn kia nói, thật sự ta không gạt đạo huynh được, có sự giúp đỡ của ta thì ta tin tưởng các ngươi có thể an toàn đến được thần đô của nước cổ thần. Chủ nhân bút đại đạo hơi nheo mắt lại, đến. Giọng nói bí ẩn kia cười nói, đạo huynh, ngươi tưởng là chuyến đi này sẽ rất dễ dàng sao? Không đơn giản, sau khi đi qua thành Khâu Ung thì ngươi sẽ không thể nào tưởng tượng được trình độ nguy hiểm ở phía sau đó. Chủ nhân bút đại đạo nói, ngươi có ý kiến gì? Giọng nói bí ẩn kia nói, các ngươi muốn đến thần đô của nước cổ thần thì phải có thần hộ vệ của nước cổ thần hộ tống. Còn muốn được thần cổ thần vệ hộ tống thì trước tiên phải được một người hỗ trợ, đó là thống lĩnh của đội hộ vệ của nước cổ thần và chỉ có hắn mới có thể đủ sức nặng để chỉ huy những vị thần hộ vệ của nước cổ thần đó. Chủ nhân bút đại đạo hỏi tiếp, làm thế nào mới nhận được sự ủng hộ của hắn? Giọng nói bí ẩn nói, năm đó hẳn bị huyết thần giết chết, thân thể bị xé thành 7 bộ phận. Sau đó lại bị huyết thần trấn áp bằng phong ấn tối cao của thuật huyết hồn. Nếu các ngươi có thể giúp hắn trốn thoát, chắc là hắn sẽ giúp các ngươi một phen. Chủ nhân bút đại đạo trầm mặt lại, ngươi thấy bây giờ chúng ta có thể đối kháng với một vị thần sao? Giọng nói bí ẩn nói, trong hoàn cảnh bình thường thì không thể, nhưng huyết thần kia bây giờ cũng rất yếu nên các ngươi vẫn có cơ hội. Nếu như các ngươi không có thần hộ vệ của nước cổ thần hộ tống, thì dọc đường đi không chỉ sẽ bị các cường giả tại điểm giao hư chân nhằm tới mà còn bị những cường giả của nước cổ thần cổ nhắm vào. Điều quan trọng nhất là, một số nơi ở nước cổ thần cổ vẫn còn một số tàn dư khủng bố từ trận chiến năm đó, những trận hình lớn đó vẫn còn tác dụng. Một khi các ngươi bị mắc kẹt sâu trong đó thì với sức mạnh của các ngươi bây giờ sẽ không thể nào thoát ra được. Sắc mặt của ba người đều tối sầm lại. Giọng nói bí ẩn nói tiếp, nếu các ngươi không có sự hộ tống của thần cổ thần vệ thì dù các ngươi có vượt qua những mối hung hiểm này cũng không thể vào thần đô của nước cổ thần được. Thần đô nước cổ thần bây giờ, đừng nói là các ngươi mà ngay cả chúng ta cũng không vào được, bởi vì nơi đó có khí thế của đế vương canh giữ. Khí thế của đế vương khác với đế vương thế tục, chỉ cần tới gần là chết, cho dù các ngươi đã đạt tới cảnh giới gần 9 phần chân cũng không thể nào chống lại khí thế của đế vương kia. Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối, cổ trần kia chết ở đâu? Giọng nói bí ẩn nói, ở ngay bên ngoài, thành Khâu Ung, nhưng ta cũng không biết địa điểm cụ thể. Các ngươi chỉ có thể đi theo những cổ thần vệ đó. Sau khi họ tuần tra xong, họ sẽ quay trở lại nơi đó. Diệp Quân gật đầu, đã hiểu. Nói rồi, hắn dừng lại một chút rồi lại ni lên bối, chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, ông có bảo bối gì không? Ví dụ như đế khí gì đó. Cổ Bàn quay đầu lại nhìn Diệp Quân với khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Chủ nhân bút đại đạo lại lắc đầu với vẻ mặt khinh thường, đồ. Không biết xấu hổ. Đúng là không biết xấu hổ. Phù Âm liếc nhìn Diệp Quân cười duyên một cái. Vẻ mặt Diệp Quân rất bình tĩnh, nên tranh thủ thì phải tranh thủ một chút lỡ có thể thì sao? Không có thì thôi. Cho dù có thật sự không có cũng không sao cả, dù sao hắn cũng không có gì để mất. Còn mặt mũi, cha hắn còn không cần, thì con trai như hắn còn cần làm cái gì? Giọng nói bí ẩn cười nói, vị công tử này, người cứ mở miệng ra là đế khí. Ta hơi hoảng đấy. Diệp Quân vội nói, tiên khí gì đó cũng được. Giọng nói bí ẩn kia trầm mặc một lát mới nói, đúng là ta có mấy vật hộ thân,
chỉ cần không gặp thần thì có thể cản giúp các ngươi chút nguy hiểm. Người đó dừng lại chút rồi nói, đạo huynh, còn cả vị kia nữa. Hai người có lấy không? Chủ nhân bút đại đạo do dự một lát rồi nói, vậy. Thì lấy. Cổ bàn mỉa mai nói, không phải là cần sĩ diện à? Sao lại lấy rồi, ông? Chủ nhân bút đại đạo cắm đầu cắm cổ chạy khi phát hiện ra khí tức của người phụ nữ kia. Mẹ nó, thằng chó cổ bàn chỉ biết báo đời. Ông ta thật sự chỉ muốn bóp chết gã. Chủ yếu là vì đối tượng đánh cược của chủ nhân bút đại đạo bây giờ là Diệp Quân chứ không phải người phụ nữ kia. Ông ta chỉ sợ nếu bà ấy nhúng tay vào thì mọi chuyện đều thành công cốc. Chạy được một hồi, ông ta nhận thấy có gì đó bất thường. Bèn dừng lại nhìn về đằng xa với vẻ hoài nghi. Nơi cổ bàn bị phong ấn. Gã ngẩng đầu lên khi cảm nhận được gì đó, bỗng thấy một người mặc váy trắng thì hỏi. Ngươi là ai? Người phụ nữ váy trắng đáp. Là người nhà của hẳn. Ngươi. Cổ bàn tái mặt. Gã là bản thể, vốn cũng có thể điều khiển phân thân nhưng vì phong ấn của khu vực thần hư mà lại thành ra không thể, chỉ có thể biết được phân thân đang nói gì làm gì. Người phụ nữ váy trắng vung tay lên, xóa sạch phong ấn trên người cổ bàn. Gã sửng sốt. Được tự do rồi sao? Khí tức gã tăng vọt. Trong nháy mắt vượt qua xúc chân cấp 9 và chưa hề dừng lại. Ha ha hai. Gã cười như điên. Sau đó lại thấy người phụ nữ váy trắng vươn tay. Đồng tử cổ bàn rụt lại, định vung tay đấm ra nhưng hai gối khuỵu xuống. Gã ngu người. Người phụ nữ váy trắng lại vung tay, khiến cơ thể gã bị phân giải từng chút một. Gã chết rồi. Cổ bàn nhìn lên đầy khó tin, muốn phản kháng lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình biến mất khỏi cõi đời. Không bao lâu sau, người phụ nữ váy trắng lại vung tay. Cổ bàn vừa biến mất lại xuất hiện ở nơi đó. Làm gã càng dại ra. Chẳng phải đã chết rồi ư? Ta là ai? Ta đang làm gì? Người phụ nữ váy trắng vung tay, dùng kiếm quang bắt gã quỳ tại chỗ. Rồi xoay người biến mất. Tiếc rằng bên kia không nghe được. Khu vực cổ hư. Cổ bàn ngẩng đầu lên nhìn quanh quất, thấy chủ nhân bút đại đạo đang chạy có cờ thì cười khẩy, nhát như chuột. Có cái quái gì xảy ra đâu? Chủ nhân bút đại đạo. Cổ bàn liếc sang Diệp Quân, đợi bản thể của ta thoát ra thì hai đứa chúng bây cứ nằm đó chờ chết đi. Diệp Quân, chủ nhân bút đại đạo đầy hoang mang. Rõ ràng vừa cảm nhận được khí tức của người phụ nữ kia mà. Sao lại không thấy? Bà ta đi đâu rồi? Chẳng lẽ bây giờ cứ thoải mái mắng người nhà thằng này cũng được? Ông ta vừa nhìn Diệp Quân vừa nghĩ. Hay là thử xem, nhưng rồi ông ta quyết định từ bỏ. Cái gì nguy hiểm thì thôi đừng thử. Chủ nhân bút đại đạo nói với phần mộ kia, bây giờ chúng ta đi, mau đưa bảo vật đây. Có ba lá bùa từ nơi đó bay ra. Màu tím, lớn bằng bàn tay, trên có viết chữ cổ. Giọng nói bí ẩn, trong lá bùa này có một tia ý thức của ta, khi nào gặp nguy hiểm thì hãy dùng nó để thoát khỏi. Nhưng nếu gặp CG cấp thần thì nó sẽ không có tác dụng. Diệp Quân cầm lá bùa lên ngắm nghía một hồi rồi hơi khom người. Đa tạ tiền bối. Giọng nói bí ẩn kia cười, không cần khách sáo, giúp các ngươi cũng là giúp ta mà thôi. Chủ nhân bút đại đạo cũng nói, cảm ơn. Giọng nói bí ẩn, chúc may mắn. Ba người rời đi. Phía sau, phụ âm lại hỏi, chủ nhân, liệu họ có thành công không? Giọng nói bí ẩn, ai mà biết? Phụ âm, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Giọng nói bí ẩn, vậy thì hãy hy vọng đi. Ba người trở về chủ đạo. Bây giờ đang là thời khắc đen tối nhất, còn tầm nửa giờ nữa là sáng nhưng cũng khiến họ cảm giác mất tự nhiên, như thể xung quanh đang có thứ gì đó dòm ngó họ. Bọn họ không hẹn mà cùng tăng tốc. Phải làm sao đến thành Khâu Ung càng nhanh càng tốt. Mà chủ nhân bút đại đạo vẫn cứ thắc mắc, ông ta biết tính khí người phụ nữ kia thế nào, vậy làm sao nãy giờ vẫn bình an vô sự. Chẳng lẽ đổi tính à? Không thế nào. Nghĩ mãi mà không ra. Bỗng một giọng nói vang lên, ba vị, xin dừng bước. Ba người nhíu mày. Chỉ nghe giọng, lại không thấy người. Là ai? Cổ bàn dừng lại theo phản xạ, nhưng thấy Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo vẫn đi phăm phăm thì vội đuổi theo. Ba vị. Giọng nói bí ẩn kia lại vang lên, xin hãy dừng lại. Không ai dừng lại. Giọng nói bí ẩn, ba vị, đằng trước có nguy hiểm. Diệp Quân la lên. Các hạ có biết người bên cạnh ta là ai không?
là chủ nhân bút đại đạo đấy, nghe chưa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giọng nói bí ẩn cười, không ngờ lại là cao nhân, tại hạ xấu mặt rồi. Chủ nhân bút đại đạo, chúng ta không thù không oán, không cần làm chuyện này chứ. Giọng nói bí ẩn, không dám, ta có việc muốn xin các vị. Chủ nhân bút đại đạo, việc gì? Giọng nói bí ẩn, không giấu gì, ta quốc chủ nước Tu Du ở điểm giao hư chân, năm xưa phụng mệnh đến đây chiến đấu, nào ngờ quốc chủ cổ thần quá mạnh đã đánh vỡ thân xác và thần hồn ta. Trước lúc chết, ta để lại một ảnh ảo của tương lai ở đây. Diệp Quân vội hỏi, tiền bối có tâm nguyện chưa hoàn thành đúng không? Giọng nói bí ẩn, đúng vậy, các cường giả theo ta đến đây năm xưa đã chết, địa vị của nước chúng ta ở điểm giao hư chân cũng sẽ giảm sút mạnh, không biết hôm nay ra sao. Ba vị không phải người phàm, chẳng biết có thể giúp ta một chuyện nhỏ được không? Nếu bằng lòng, ta sẽ có trả ơn bằng lễ vật hậu hĩnh. Cổ bàn hỏi ngay, lễ vật gì? Giọng nói bí ẩn, một món đế khí, mấy trăm nghìn hư chân tỉnh. Cổ bàn vội nói, để ta cho. Giọng nói bí ẩn chần chừ, ta cảm nhận được bản thể của các hạ rất mạnh, nhưng chuyện này không đơn giản như vậy. Chủ nhân bút đại đạo cười nhạo, ý bảo ngươi không đủ trình đấy hiểu chưa? Cổ bàn. Đến lượt chủ nhân bút đại đạo hỏi, là chuyện gì, nói nghe xem. Giọng nói bí ẩn, các hạ cũng mạnh, nhưng chuyện này không đơn giản như. Vậy, chủ nhân bút đại đạo sượng chân, há hái. Cổ bàn phá ra cười đến là khoái trá, ngươi cũng không đủ trình đấy hiểu chưa? Chủ nhân bút đại đạo sầm mặt, ngươi dám nói ta không đủ trình. Giọng nói bí ẩn, các hạ đừng giận, nhưng chuyện này thật sự không đơn giản. Chủ nhân bút đại đạo, không đơn giản, ta sâu cạn ra sao còn không nhìn ra, năm đó ngươi chết cũng không oan. Giọng nói bí ẩn, cổ bàn cười, đến ngươi cũng sồn sồn lên à. Giọng nói bí ẩn cư, được. Không, ta không phải linh hồn nên không đoạt xá. Diệp Quân im. Giọng nói bí ẩn, việc này thật ra cũng không khó, chỉ cần công tử đến điểm giao hư chân, mang thần ấn trấn quốc của Tu Du chúng ta trả lại cho họ là được. Diệp Quân chớp mắt, thế thôi à. Giọng nói bí ẩn, nếu công tử sau này có thể trông chừng nước Tu Du một chút thì càng tốt hơn. Diệp Quân không đáp. Giọng nói bí ẩn, công tử đề phòng cũng là thường. Nhưng yên tâm là ta thà lừa hai người họ còn hơn lừa cậu. Chủ nhân bút đại đạo cười khẩy. Mặt cổ bàn đen xì. Diệp Quân hỏi, đế khí của ông đâu? Giọng nói bí ẩn, cậu còn chưa đồng ý mà. Diệp Quân, ông lấy ra ta xem trước đã. Giọng nói bí ẩn kia suy tính một hồi, được. Một thanh trường đao chậm rãi bay là tới nhưng không đi vào đường chính. Nó cong như trăng khuyết, mỏng như cánh ve, chiều rộng chỉ bằng một ngón tay. Còn không có cán đao. Không phát ra khí tức nhưng lại có uy áp vô hình khiến lòng người rét run. Ba người kia thấy nó thì đanh mặt. Nó là đế khí. Hàng thật giá thật. Chủ nhân bút đại đạo thì thầm, là thần khí thú liệp trong truyền thuyết. B2. Giọng nói bí ẩn kia ngạc nhiên, ngươi biết nó à? Chủ nhân bút đại đạo giật mình, nó nằm trong tay ngươi, vì sao năm đó không có tin tức gì? Giọng nói bí ẩn cười. Vì người thấy ta dùng nó đã chết hết rồi. Chủ nhân bút đại đạo. Giọng nói bí ẩn, không ngờ ngươi lại biết nó. Ôi, nhưng nó đã yếu đi rồi, mà ta bây giờ căn bản không đánh thức nó được. Nếu công tử cầm được nó, xin hãy tìm cách đánh thức, như vậy mới có thể phát huy uy lực thật sự. Diệp Quân, yếu đi nghĩa là sao? Chủ nhân bút đại đạo, là bị đánh cho co đầu rụt cổ đấy. Diệp Quân. Giọng nói bí ẩn kia vang lên đầy phức tạp, năm đó ta từng đánh với quốc chủ cổ thần, đao mang vô hạn, lựa chọn đối mặt với một thần khí của y. Cuối cùng đao vỡ, không bao giờ ngưng tụ ra đao phong được nữa. Diệp Quân tò mò, thần vật của người kia là gì mà lợi hại vậy tiền bối? Diệp Quân điếng người. Đầu tiên phải làm nhiệm vụ, sau đó mới nhận được thần vật. Lúc trước không phải sẽ lấy thần vật trước rồi mới làm nhiệm vụ à? Sao quy trình lại thay đổi rồi? Giọng nói bí ẩn kia chợt vang lên, không phải là ta không tin ngươi, chủ yếu là... Ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Quân đen mặt. Dù cảm thấy hơi khó chịu, nhưng hắn cũng có thể hiểu được, đúng vậy, lỡ như cầm đao của người ta xong lại không làm việc thì... Người ta lo lắng cũng là chuyện bình thường. Diệp Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, được rồi.
Người kia cười nói, cảm ơn, đúng rồi, bây giờ con đường này không được thái bình cho lắm, các ngươi phải cẩn thận, nhớ là tuyệt đối đừng rời khỏi đường chính dù vì bất cứ lý do gì, hiện tại đang là thời khắc bóng tối, vô cùng nguy hiểm. Diệp Quân mỉm cười nói, cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua thanh đao với vẻ lưu luyến. Đây chắc chắn là một món thần khí siêu cấp. Đế khí. Nước tu du. Hắn thầm ghi nhớ trong lòng. Lúc này, thanh đao kia bỗng chậm rãi biến mất, thần ấn trấn quốc rơi xuống trước mặt Diệp Quân, Diệp Quân nhận lấy nó. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, không có chứng cứ thì đừng ăn nói bậy bạ, cũng như việc bây giờ ta không nói ngươi dựa vào người nhà vậy, chúng ta đều không có chứng cứ. Diệp Quân cười đáp, đúng thế thật. Trời đã sắp sáng, nhưng đúng vào lúc này, xung quanh lại ngày càng u ám hơn. Bóng tối vô tận. Vì thần thức không thể nào di chuyển, nên họ cũng không thể nhìn thấy rõ những khu vực tối đen kia. Cũng may ba người đều không phải người bình thường, vì thế dù khắp nơi ở đây đều có vẻ kỳ quái, nhưng họ đều rất bình tĩnh. Sau khi đi chưa bao lâu, bên cạnh đường chính phía xa bỗng xuất hiện ánh đèn. Ba người nhất thời nhíu mày. Bên cạnh đường chính cách đó không xa có một bà lão đang đứng, bà lão. Cầm đèn lồng, ánh sáng mờ tối, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của. Bà lão, trông đáng sợ một cách lạ thường. Ba người đi về phía xa, bà lão cầm đèn lồng nhìn chăm chăm họ, trên mặt bỗng xuất hiện nụ cười kỳ quái. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chăm chăm đối phương, mẹ kiếp, đây là thế giới tu hành, người giả ma hù ai vậy? Có não không? Bà lão cười hì hì. Ba kẻ liều mạng à. Chủ nhân bút đại đạo bỗng quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, đều tại cha của ngươi hết, nếu không vì ông ta phong ấn đạo pháp của ta thì đám tép diêu này sao dám lởn vởn trước mặt lão tử. Diệp Quân bình tĩnh nói, ông đánh ông ấy một chập. Hà ta phong ấn đạo pháp của ông, vậy ta đề nghị. Nét mặt chủ nhân bút đại đạo trở nên cứng đờ. Lúc ba người đi ngang qua bà lão, bà ta bỗng dưng bật cười lần nữa. Chủ nhân bút đại đạo giơ tay đánh một quyền về phía bà ta, nhưng sức mạnh của ông ta vừa rời khỏi con đường chính đã lập tức biến mất. Chủ nhân bút đại đạo sửng sốt. Lúc này, cổ bàn ở bên cạnh ông ta bỗng giơ chân đá vào mông ông ta một cái. Hành động bất ngờ của cổ bàn khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, cả chủ nhân bút đại đạo cũng không ngờ, dưới tình huống không kịp đề. Phòng, ông ta bị lực lượng mạnh mẽ của cổ bàn đá ra khỏi đường chính. Vào lúc chủ nhân bút đại đạo định quay lại con đường chính thì một sức mạnh bí ẩn đáng sợ bỗng bao phủ lấy ông ta. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu lại, thấy bà lão kia đang nhìn mình chằm chằm, nụ cười trên mặt cũng trở nên dữ tợn. Hắn không biết chủ nhân bút đại đạo còn lá bài tẩy nào không, nhưng hắn biết trên người ông ta còn có linh hồn bí ẩn kia, dù linh hồn đó không phải cường giả thần, nhưng có vẻ cũng không đơn giản như thế. Cổ bàn im lặng, gã cũng cảm thấy hơi khó khăn. Gã bỗng nhiên bật cười. Diệp Quân hỏi, người cười gì vậy? Cổ bàn đáp, thoải mái chết đi được. Ha ha. Diệp Quân. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn xung quanh, nơi này rất nguy hiểm, nhưng cũng tràn đầy cơ hội. Cổ bàn nói, người có nghĩ tới hai vấn đề không? Thứ nhất sau khi đi vào, chúng ta đã bị cuốn vào trong ân oán giữa những cao thủ kia và nước cổ thần ở điểm giao hư chân rồi. Diệp Quân gật đầu, đó là đương nhiên. Cổ bàn nói tiếp. Vấn đề thứ hai, nếu chúng ta thật sự đi đến cổ thần đô lấy được thần khí kia, thì tất cả thần bị phong ấn đều sẽ được thả ra. Diệp Quân cười nói, đương nhiên ta có nghĩ đến điều này. Cổ bàn quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, nhưng ngươi và chủ nhân bút đại đạo vẫn chọn làm như thế, đúng không? Diệp Quân gật đầu, ta không lấy thần khí đó thì chủ nhân bút đại đạo cũng sẽ lấy, về việc thả những thần bị phong ấn kia ra. Diệp Quân nói, không đúng. Cổ bàn nhíu mày. Diệp Quân tiếp tục, chắc chắn mục đích của ngươi cũng là món thần khí đớ. Cổ bàn bật cười, ngươi sai rồi. Diệp Quân nhìn chằm cổ bàn, không nói một lời. Cổ bàn tiếp tục, dù ngươi đưa thần khí đó cho ta, ta cũng cảm thấy đó là một tai họa ngút trời, ta không thể ngăn cản những thần kia, hơn nữa những thế lực và vô số cao thủ ở điểm giao hư chân đều ao ước có được nó. Có thể nói khi ta lấy được thần vật, thì ngày đó cũng là ngày giỗ của ta. Diệp Quân cau mày, cổ bàn nói tiếp, ta chỉ lấy những gì ta có thể lấy thôi. Diệp Quân đáp, được, nhưng ta hơi tò mò, tại sao ngươi lại chọn ta?
Chẳng lẽ chỉ vì ngươi và chủ nhân bút đại đạo có mâu thuẫn? Cổ Bàn đáp, ta chướng mắt ông ta, lý do này có được không? Diệp Quân cười đáp, được. Cổ Bàn ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối, cao thủ bí ẩn trong mộ kia, cả cao thủ gặp trên đường muốn cho ngươi đạo khí. Những kẻ được gọi là thần này đều có khát vọng sống mãnh liệt, nhưng chuyện này rất bình thường, sống càng lâu lại càng không muốn chết. Nếu ta đoán không lầm thì bây giờ những thần ở đây đều đã biết đến sự xuất hiện của chúng ta. Bọn họ đang hành động, nếu chúng ta đi đến cổ thần đô lấy được thần khí kia. Nói đến đây, gã quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, thời khắc mấu chốt, ta giúp ngươi một chuyện, sau này ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Được chứ? Diệp Quân đáp, không thành vấn đề. Cổ Bàn gật đầu, không nói gì thêm. Diệp Quân lại nói, khi nói ngươi nói muốn giết cả nhà ta là đang thăm dò. Đúng không? Cổ Bàn gật đầu. Chẳng mấy chốc, hai người đã nhìn thấy một tòa thành ở cuối tầm mắt. Thành Khâu Ung. Bước chân của hai người nhanh hơn, nhưng chẳng mấy chốc, hai người lại nhíu mày, bởi vì bọn họ phát hiện ra rằng đột nhiên có nhiều tiếng bước chân ở hai bên đường chính hơn một chút. Chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân, nhưng không nhìn thấy người. Diệp Quân đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn xung quanh, rồi gầm lên giận dữ, chủ nhân bút đại đạo đang ở đây. Các người còn không nhanh chóng rút lui, là muốn ăn phân à? Cổ Bàn. Mà đám sinh linh ẩn nấp trong bóng tối ở bốn phía này nghe thấy vậy thì lập tức nổi giận. Những sinh linh trong bóng tối ở bốn phía rất tức giận, khí tức bắt đầu dâng lên như thủy triều, nhưng lại không dám đến gần đường chính. Sau khi Diệp Quân nói xong thì lập tức vội vàng bỏ chạy. Hắn cũng không dám bảo đảm rằng những sinh linh này chắc chắn sẽ không dám tiến vào đường chính. Nhớ đe dọa đám người kia đến mức nóng này, bọn họ xông vào đường chính thì bây giờ hắn không thể ngăn cản được. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân và Cổ Bàn đã đi đến thành Khâu Ung kia, nhưng lúc này, cổng thành cũng đã đóng chặt, Cổ Bàn vô thức muốn bay vào trong thành, nhưng lại bị Diệp Quân chặn lại. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên, lúc này đã là thời khắc bóng tối, một mảng đen kịt, không thể nhìn thấy gì cả. Lúc này Cổ Bàn cũng nhận ra vấn đề, thành này cao có mười mấy trượng. Nếu lúc bay lên rời khỏi phạm vi của đường chính thì sẽ đau chứng lắm. Cổ Bàn đi đến trước cổng thành, dùng sức gõ vào cổng thành, mau mở cửa, chết tiệt, chúng ta không phải là người xấu. Diệp Quân, bên trong thành không hề có động tĩnh. Sắc mặt của Cổ Bàn đột nhiên tối sầm lại, đang định gõ cửa lần nữa thì Diệp Quân đột nhiên nói, chờ một chút đi. Cổ Bàn quay đầu nhìn về phía Diệp Quân liếc mắt quan sát xung quanh một cái, trời sắp sáng rồi. Cổ Bàn gật đầu, được. Cổ Bàn không sợ chút nào, tay phải của gã nắm chặt, trên người gã đột nhiên tỏa ra khí tức của một linh hồn lớn mạnh. Đương nhiên là chủ nhân bút đại đạo không thể chịu đựng được, đang định ra tay, nhưng vào lúc này, ông ta đột nhiên cảm giác được khí tức thần thức của Diệp. Quân đang bao phủ lấy ông ta. Chủ nhân của đại đạo nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân mỉm cười và nói, chủ nhân bút đại đạo, bây giờ chính là thời khắc bóng tối. Không thích hợp để chiến đấu, ông nghĩ sao? Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, lại nhìn Cổ Bàn, cười lạnh một tiếng, nhưng lại không ra tay. Ông ta đi tới ngồi xuống một bên, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Cổ Bàn nhìn chằm chằm vào chủ nhân bút đại đạo, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, gã quay đầu nhìn về phía Diệp Quân cũng lắc đầu. Hắn đương nhiên biết ý đồ của Cổ Bàn, nhưng hắn biết. Trên người chủ nhân bút đại đạo có linh hồn thần bí kia giúp đỡ, cho dù không đánh lại được hắn với Cổ Bàn, nhưng để tự bảo vệ mình thì chắc chắn là không có gì trắc trở. Ba người cứ chờ đợi như vậy, cuối cùng, nơi chân trời phía xa xuất vệt màu trắng bạc. Trời đã sáng, Diệp Quân nhìn xung quanh, khí tức trong bóng tối ở xung quanh đều đã biến. Mất, tất cả lại trở lại bình thường. Lúc này, cổng thành mở ra, một gã thị vệ đi ra từ bên trong cổng thành. Nhìn thấy ba người Diệp Quân thì lập tức hơi sửng sốt. Ba người Diệp Quân đứng dậy đi vào bên trong cổng thành. Sau khi vào thành, Diệp Quân liếc mắt nhìn xung quanh một cái, thành Khâu Ung, này cũng không lớn, trông rất sơ sài, đa số người dân trong thành đầu là người bình thường, chỉ có một số ít người là người đã tu luyện võ đạo, nhưng đều rất rất yếu, thậm chí còn chưa chạm đến khí. Lúc này, một người đàn ông trung niên nho nhã đột nhiên đi tới trước mặt ba người. Người đàn ông trung niên nhìn ba người, mỉm cười, ba vị. Đến từ bên ngoài à? Diệp Quân gật đầu. Người đàn ông trung niên hơi kinh ngạc,
nhưng sau đó lại lập tức khôi phục bình thường, ông ta chắp tay, ba vị, ta là Lý Sĩ, là thành chủ của thành Khâu Ung. Không biết ba vị đến thành Khâu Ung của ta. Nhìn thấy Lý Sĩ ở trước mặt hơi căng thẳng, Diệp Quân cười nói, Lý thành chủ, chúng ta chỉ đi ngang qua đây thôi, cũng không có ý khác. Vẻ mặt của Lý Sĩ lập tức thả lỏng, sau đó nói, ba vị có cần ta giúp gì không? Diệp Quân suy nghĩ, sau đó nói, Lý thành chủ, không biết có thể tìm hai người giúp ta được không? Bọn họ là dân làng của thôn Nguyên, tên là Nguyên Trấn và Tần Liên. Thôn Nguyên, Lý Sĩ nói, chờ một chút. Nói xong, ông ta quay đầu lại nhìn về phía một ông lão cách đó không xa, ông lão vội vàng bước tới, ông ta lấy một cuốn sách ra và lật xem, một lúc sau, ông ta nói, bọn họ đã từng đến thành Khâu Ung, nhưng lại rời đi rồi. Diệp Quân nhìn ông lão, rời đi rồi. Ông lão vội vàng gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân nói, có thể điều tra được bọn họ đã làm gì ở trong thành không? Ông lão cười gượng, chuyện này không được. Diệp Quân gật đầu, sau đó nói, đi ra ngoài từ cổng Bắc, chính là thông với đường đến Cổ Thần Đô à? Cổ Thần Đô? Ông lão hơi nghi ngờ. Mà vẻ mặt của Lý Thành Chủ kia thì đột nhiên thay đổi. Ánh mắt của ba người Diệp Quân dừng lại ở trên người của Lý Sĩ. Lý Sĩ cười gượng, ba vị đại nhân, đối với Cổ Thần Đô này, ta cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết là trong truyền thuyết. Chúng ta đều cho rằng nó không tồn tại, nhưng không ngờ. Diệp Quân nói, các ngươi cũng không biết ư. Lý Sĩ gật đầu, không biết, ta cũng chỉ là từng thỉnh thoảng nghe người của thế hệ trước nhắc đến. Chúng ta căn bản không dám rời đi quá xa, cho dù rời đi, cũng nhất định không qua đêm ở bên ngoài, chỉ cần qua đêm ở bên ngoài, cơ bản là không thể quay về. Vẻ mặt của Diệp Quân tối sầm lại, hắn nghĩ đến Nguyên Trấn và Tần Liên, Nguyên Trấn và Tần Liên đã rời đi từ cổng Bắc. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã nhận ra được có gì đó không hợp lý, theo lý thì hai người này hẳn là biết bên ngoài có nguy hiểm, nhưng vẫn muốn rời khỏi từ cổng Bắc. Bọn họ cố ý. Chẳng lẽ không phải là người địa phương ư? Diệp Quân không thể không suy nghĩ nhiều một chút, bởi vì hành vi của hai người này hơi khác thường. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói, đừng lãng phí thời gian, đêm nay tập hợp ở bên ngoài cổng Bắc. Nói xong, ông ta quay người đi sang một bên. Diệp Quân quay đầu lại liếc nhìn chủ nhân bút đại đạo đang rời đi, người kia đã bị đánh hội đồng mà vẫn còn có thể sống sót, đúng là mạng thật sự rất cứng mà. Diệp Quân và Cổ Bàn đi đến một sân nhỏ dưới sự sắp xếp của Lý Sĩ, hai người quay trở về phòng của riêng mình. Tiểu Tháp nói, ngươi tin tưởng Cổ Bàn này à? Diệp Quân nói, tin một nửa. Tiểu Tháp hơi nghi ngờ, chỉ có một nửa thôi ư? Diệp Quân gật đầu. Hắn hợp tác với ta cũng chỉ là hợp tác vì lợi ích, mà hợp tác vì lợi ích thì đương nhiên không thể tin tưởng hoàn toàn được. Tiểu Tháp nói một cách nặng nề, thằng nhóc kia, ta luôn cảm thấy lần này ngươi sẽ xảy ra chuyện lớn. Bây giờ hắn đang bị cuốn vào vòng xoáy này. Mặc dù hắn và chủ nhân bút đại đạo đều có những giới hạn, nhưng cho dù là hắn hay là chủ nhân bút đại đạo, hẳn thì ngoại trừ việc gọi người. Chủ nhân bút đại đạo thì ngoại trừ việc vận dụng sức mạnh của mình ra thì bọn họ đều có thể dùng mọi thủ đoạn. Mà bây giờ hẳn đang ở thế bất lợi bởi vì kiến thức của hắn ít hơn chủ nhân bút đại đạo rất nhiều, cho nên, về mặt thu hút người, hắn kém hơn chủ nhân bút đại đạo nhiều lắm. Thu ồ! Trong mắt Diệp Quân hiện lên một tia phức tạp, hắn biết, lần này hắn đã thua đến mức không dậy nổi, nếu thua thì sau này cũng chỉ có thể làm vua dựa dẫm. Nhưng nghĩ lại thì làm vua dựa dẫm hình như cũng không tệ. Diệp Quân mỉm cười, Tháp gia, ta biết sự việc lần này rất không đơn giản, nhưng không sao cả, chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi. Nói xong, hai mắt của hắn từ từ nhắm lại, thần thức của hắn bắt đầu nghiên cứu cái bùa đế khí kia, cho dù là đại đạo hà này hay là lá bùa này, bây giờ hình như cũng đều không ở trạng thái bình thường. Hắn cũng nghĩ đến việc trực tiếp kích hoạt lá bùa này để cùng bị hủy diệt với chủ nhân bút đại đạo, sau đó để cô làm cho mình sống lại. Bằng cách này thì mình cũng coi như đã thắng. Nhưng khi hắn nghĩ đến việc chủ nhân bút đại đạo là một phân thân, hắn thì lại bỏ đi. Rất lỗ. Hơn nữa, nhớ cô không làm cho mình sống lại nữa. Vậy thì đúng là sẽ chết ngay tại chỗ đó. Hắn đã cảm giác được rằng bây giờ cô sẽ không dễ dàng giúp hắn làm chuyện này nữa. Cho dù có làm thì hắn cũng phải trả một cái giá đắt cực kỳ nghiêm trọng. Ban đêm, ba người đi đến bên ngoài cổng Bắc, Diệp Quân nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo,
chủ nhân bút đại đạo đã thay sang một bộ áo đạo sĩ mới tinh, trông rất thần kỳ. Mặt của Cổ Bàn không hề thay đổi, như thể ai đó đang thiếu nợ gã mấy triệu. Ba người đi về phía đường chính ở phía xa. Trên đường, không ai trong ba người nói gì. Không biết đã đi bao lâu, đột nhiên xuất hiện một đám cổ thần vệ ở phía xa, thấy vậy, ba người vội vàng đi theo. Bọn họ đi theo phía sau đám cổ thần vệ kia, mà bọn họ phát hiện ra rằng nơi nào có cổ thần vệ thì trong bóng tối xung quanh không còn xuất hiện khí tức nào nữa, cũng không có cường giả nhìn trộm. Ba người đi theo đám cổ thần vệ rất lâu, cuối cùng đi tới một cao nguyên, vừa mới bước vào vùng cao nguyên này, vẻ mặt của ba người lập tức trở nên nghiêm nghị. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía trên cao nguyên, trên vùng đất cao nguyên đó, không nhìn thấy người, chỉ nghe được âm thanh này, chỉ nhìn thấy chiến ý ngập trời. Vẻ mặt của ba người đều vô cùng nghiêm túc, bởi vì những chiến ý này thực sự rất khủng bố, cho dù ở cách xa chục nghìn trượng, bọn họ vẫn bị đè ép đến mức ngạt thở như cũ, hơn nữa những chiến ý này liên tục không dứt, vô cùng vô tận. Điều đáng sợ nhất chính là, khi đối mặt với những chiến ý này, trong lòng của ba người lại không thể dâng lên chiến ý và suy nghĩ chiến đấu. Lúc này cảm giác của bọn họ chính là, căn bản không có cách nào chống lại được. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào vùng đất cao nguyên kia, lúc này, kiếm ý vô địch của hắn cũng dâng lên từ trong cơ thể, chống lại luồng chiến ý kia. Kiếm tui kiếm ý vô địch. Hắn có thể cho phép mình bị đánh bại, nhưng nhất định không cho phép mình đầu hàng mà không chiến đấu. Hắn liều chết mà nhìn chằm chằm vào phía trên của vùng cao nguyên kia, chiến ý trong mắt càng ngày càng dày đặc hơn. Mà bên cạnh hắn, chủ nhân bút đại đạo và Cổ Bàn cũng đang nhìn chằm chằm vào phía trên của vùng cao nguyên kia, đương nhiên là bọn họ cũng sẽ không cho phép mình bị đánh bại bởi một đạo chiến ý. Ba người đều đang chống lại luồng chiến ý kia mà những cổ thần vệ này thì lại quỳ xuống với vẻ mặt cung kính. Đúng lúc này, chiến ý tỏa ra từ bên trên cao nguyên dường như cảm thấy được rằng ba người Diệp Quân đang khiêu khích, nên trong chớp mắt, chiến ý ngập trời thổi quét xuống giống như nước lũ, đi thẳng đến chỗ ba người Diệp Quân. Vẻ mặt của ba người lập tức thay đổi lớn, nhưng đồng thời, đều đồng loạt tiến lên phía trước một bước, chống đỡ chiến ý kia. Đợt tấn công của Diệp Quân là hung ác nhất, vô số kiếm ý vô địch trực tiếp hóa thành một thanh kiếm ý rồi phá vỡ không trung để tiến lên, nhưng chẳng mấy chốc nó đã bị luồng chiến ý kia đàn áp. Hai tay của Diệp Quân siết chặt lại, đôi mắt dần dần chuyển sang màu đỏ, mặc dù kiếm ý bị lồng kiếm ý kia đàn áp, nhưng kiếm ý của hắn cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Mà cách đó không xa, chủ nhân bút đại đạo và Cổ Bàn cũng đang chống lại luồng chiến ý kia, hai người cũng không hề thoải mái, bởi vì bây giờ hai người cũng đều không phải ở trạng thái đỉnh cao. Nhưng chiến ý kia lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc, ba người đã lộ ra vẻ mặt đau đớn. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào vùng cao nguyên kia, khắp người của hắn tỏa ra kiếm ý vô địch cực kỳ khủng bố, kiếm ý vô địch của hắn cũng rất mạnh, nhưng lúc này đã gần như hoàn toàn bị luồng chiến ý kia đàn áp, căn bản không thể cựa quậy, cùng lúc đó, sâu trong lòng hắn lại xuất hiện một âm thanh. Không cách nào chống cự được. Lồng chiến ý này căn bản không phải là thứ mà bây giờ hắn có thể chống cự. Hơn nữa, ý nghĩ trong đầu này càng ngày càng mạnh mẽ. Ít nhất thì đối phương cũng đã chạm tới cảnh giới 9 phần chân. Mà sức chiến đấu hiện tại của hắn tính ra cũng chỉ mới là cảnh giới gần 5 phần chân, sao có thể đối đầu với đối phương được chứ? Cùng với suy nghĩ này, kiếm ý vô địch của Diệp Quân đột nhiên yếu đi 30%, hơn nữa còn tiếp tục suy yếu. Nhận ra cảnh tượng này, Diệp Quân đột nhiên giật mình tỉnh dậy, hắn ngẩng đầu lên và nhìn về phía trên vùng cao nguyên kia, vẻ mặt của hắn trở nên hung ác, mở lòng bàn tay ra, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm ý, ngay sau đó, nó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, đánh về phía vùng cao nguyên kia một cách hung ác. Mà trong giây phút bị đánh ra ngoài kia, cơ thể và thần hồn của hắn bị đốt cháy, không chỉ có vậy, giờ phút này, máu cũng sôi sùng sục. Dùng hết sức dồn vào một kiếm, Diệp Quân biết, trước mặt chiến ý này, hắn đã cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn đã bắt đầu kiếm cớ cho chính mình, nếu cứ tiếp tục như vậy, trong lòng của Diệp Quân hắn đây nhất định sẽ bị tổn hại. Tục ngữ nói, đánh bại kẻ trộm ở trong núi thì dễ, nhưng đánh bại kẻ trộm ở trong lòng thì khó. Mà để đánh bại được kẻ trộm ở trong lòng, thì chỉ có một phương pháp, đó là đối mặt với khó khăn, nhìn thẳng vào nó. Nói một cách đơn giản thì đó chính là phải hành động. Từ xưa đến nay, có rất nhiều nguyện vọng tốt đẹp và lý tưởng cao đẹp,
đều cần phải có hành động nỗ lực thực tế mới có thể thực hiện được, mà hầu hết mọi người chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không thực hiện, cả ngày sống trong ước mơ, nhấn mình vào chỗ sâu giữa ảo tưởng và hiện thực và quanh quẩn ở đó, hơn nữa liên tục kiếm cớ cho mình. Sau thời gian dài, con người cũng trở nên vô dụng. Khi Diệp Quân nhìn thấy trong lòng mình bắt đầu cảm thấy sợ hãi thì hẳn biết là kẻ trộm trong lòng mình đang quấy phá, muốn mình rút lui. Hắn nhất định sẽ không cho phép. Khi một kiếm này của hắn đánh ra ngoài, chủ nhân bút đại đạo và cổ bàn ở cách đó không xa đều ngây ngẩn cả người. Cả hai người đều rất bất ngờ, đều không ngờ rằng Diệp Quân lại đột nhiên đánh ra một kiếm như vậy, hơn nữa, còn là trực tiếp liều mạng. Không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt của chủ nhân bút đại đạo tối sầm lại, ông ta liều chết mà nhìn chằm chằm vào Diệp Quân đã lao về phía cao nguyên kia, ánh mắt nặng nề, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chủ nhân bút đạo đạo nhìn Diệp Quân rơi xuống đất, cả người phấn khởi như uống máu gà. Mẹ nó, cuối cùng ông ta cũng thắng. Nhưng vào lúc này, hình như ông ta cảm nhận được cái gì, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, xoay người lại một cách mạnh mẽ, chỉ thấy một quyền hung ác kia của cổ bàn đánh về phía ông ta. Trong nắm đấm của cổ bàn mang theo lực linh hồn khủng bố, rõ ràng là gã đã trực tiếp sử dụng sức mạnh của vùng đất hồn tức. Nhìn thấy cổ bàn ra tay, vẻ mặt của chủ nhân bút đại đạo lập tức trở nên u ám, ông ta đành phải buông tha cho Diệp Quân, bởi vì tốc độ của cổ bàn rất nhanh, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt ông ta. Chủ nhân bút đại đạo đánh một quyền qua, một quyền này vừa đánh qua, bên trên nắm đấm có một đạo ấn lóe lên và một sức mạnh bí ẩn. Đúng là sức mạnh của linh hồn bí ẩn đó. Gã sẽ không giúp chủ nhân bút đại đạo giết Diệp Quân, nhưng gã cũng không sợ cổ bàn. Đùng đoàng. Ngay khi sức mạnh của hai người vừa mới tập trung lại, một sức mạnh khủng khiếp từ làn sóng va chạm đột nhiên bùng nổ, khiến cho hai người bị chấn động đến mức liên tục bị đẩy lùi một cách dữ dội. Sau khi chủ nhân bút đại đạo dừng lại, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía cổ bàn, thực ra ông ta cũng không thấy bất ngờ, bởi vì hai người này rõ ràng là đã cấu kết với nhau làm việc xấu. Hơn nữa, nếu người trước mặt muốn sống thì nhất định không thể để Diệp Quân bị thua. Mọi hành động của đối phương đều hợp lý. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào cổ bàn, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ta ư? Cổ bàn nói một cách bình tĩnh, vậy thì thử xem. Chủ nhân bút đại đạo nở nụ cười, ông ta mở lòng bàn tay ra, một đạo ấn hiện lên bên trong lòng bàn tay của ông ta, trong nháy mắt, trong trời đất đột nhiên có vô số sức mạnh đạo pháp xuất hiện. Là loại đạo pháp không thuộc về thế giới này. Trong khoảnh khắc này, hơi thở của chủ nhân bút đại đạo đột nhiên tăng vọt lên. Hai mắt của cổ bàn hơi nheo lại, đúng là ông đã che giấu sức mạnh. Chủ nhân bút đại đạo nở nụ cười, mới phát hiện à. Nói xong, ông ta đột nhiên âm thầm niệm một câu thần chú cổ xưa, ông ta vừa đọc câu thần chú thì đột nhiên, khu vực thời không ở chỗ cổ bàn đột nhiên rung chuyển dữ dội, ngay sau đó, thời không vỡ ra, vô số đạo ấn mang theo sức. Mạnh đạo pháp khủng bố thổi quét tới. Lúc này, sức mạnh của chủ nhân bút đại đạo ít nhất cũng là cảnh giới gần 8 phần chân. Cổ bàn nhìn chằm chằm vào chủ nhân bút đại đạo, nói đạo khác, pháp của đạo khác. Nói xong, gã đột nhiên siết chặt hai tay, cơ thể lập tức bốc cháy lên, ngay sau đó, hai tay của gã đột nhiên giơ lên, gầm lên, thương tinh liệt phủ. Bầu trời đột nhiên nứt ra, trong nháy mắt, hàng tỷ ngôi sao tập trung lại, ngay sau đó, hàng tỷ ánh sao ở trên bầu trời tự nứt ra kia trực tiếp rơi xuống. Mà chỗ của cổ bàn và chủ nhân bút đại đạo trực tiếp bị bao phủ bởi vô số ngôi sao. Lúc này, cả di tích cổ xưa đều bị rung chuyển. Mặc dù sức mạnh của cổ bàn không thể phá vỡ phong ấn ở đây, nhưng sức mạnh của gã lại xuyên thấu qua phong ấn ở đây. Điều này làm sao có thể xảy ra chứ? Phải biết là ngay cả những thần này cũng không thể làm rung chuyển phong ấn ở đây được. Khi chủ nhân bút đại đạo nhìn thấy hàng tỷ ngôi sao kia, cũng cảm thấy hoảng sợ, ông ta cũng không ngờ sức mạnh của tên này lại khủng bố như thế. Lúc cổ bàn phát huy chiêu này ít nhất cũng đã đạt tới cảnh giới gần 8 phần chân, hơn nữa còn là đỉnh cao. Đùng đoàng, ầm ầm. Đột nhiên, vô số ngôi sao rơi xuống, thời không chỗ cổ bàn và chủ nhân bút đại đạo kia bị bao phủ bởi sức mạnh đạo pháp, hai loại sức mạnh khủng bố điên cuồng đánh vào thời không này, trong khoảnh khắc này. Toàn bộ cao nguyên bị rung chuyển dữ dội, giống như động đất vậy. Mà vùng cao nguyên này có sức mạnh bị phong ấn, cho nên sức mạnh của hai người cũng không đủ để lan rộng ra ngoài. Bành! Đúng lúc này,
Một tiếng nổ vang lên âm ầm, ngay sau đó, hai bóng người cùng liên tục bị đẩy lùi một cách dữ dội. Sau khi cổ bàn và chủ nhân bút đại đạo dừng lại, trước mặt bọn họ là vô số sức mạnh sao trời và sức mạnh đạo pháp còn đang chiến đấu một cách điên cuồng, cực kỳ khủng bố. Chủ nhân bút đại đạo ở phía xa bỗng bật cười, hay cho chiêu thương tỉnh liệt củ, dùng sức một người lay chuyển hàng trăm triệu tinh vực, đồng thời xếp chúng lại với nhau, biến thành đại đạo. Đúng là chiến kỹ hàng đầu hư chân. Dứt lời, ông ta nhẹ nhàng vung tay, một tia sáng xuất hiện, những sức mạnh tinh quang trên người ông ta nhất thời bị quét sạch. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm cổ bàn, trước đây ta thật sự đánh giá thấp ngươi rồi, ngươi vẫn có chút bản lĩnh đó chứ. Cổ bàn bật cười, ta cũng rất muốn gặp bản thể của ông một lần. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, ngươi chưa đủ tư cách đâu, ta không có ý định sỉ nhục ngươi, ta chỉ đang nói sự thật thôi. Cổ bàn cũng không tức giận, nếu có một ngày ta chết trận, ta cảm thấy đó cũng không phải chuyện xấu, nếu ta bị giết chết trong nháy mắt thì lại càng tốt hơn. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm cổ bàn, vậy ta sẽ giúp ngươi được như ý. Dứt lại, ông ta chậm rãi siết chặt tay phải, sức mạnh mới ngưng tụ trong lòng bàn tay. Nhưng đúng vào lúc này, một chiến ý bỗng lao xuống từ trên cao nguyên với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã di chuyển tới dưới chân Diệp Quân phía xa. Lúc này Diệp Quân còn hơi ngơ ngác, vì sau chiêu kiếm khi nãy, hắn đã bị thương rất nặng, lúc này cả cơ thể và thần hồn đều rất yếu ớt. Thấy chiến ý kia di chuyển đến trước mặt mình, hắn tỏ vẻ nghi ngờ. Chủ nhân bút đại đạo ở phía xa thì xa sầm mặt. Cổ bàn bỗng cười to, Diệp huynh, đây là sự công nhận của thống lĩnh cổ thần vệ với huynh, mau đi lên đi. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, đối phương cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Cổ bàn nói, ta sẽ giữ chân ông ta. Diệp Quân gật đầu, cảm ơn. Dứt lời, hắn đi lên cùng với chiến ý kia. Chủ nhân bút đại đạo siết chặt tay phải, sức mạnh trong lòng bàn tay ông ta ngày càng mạnh hơn. Đương nhiên ông ta biết Diệp Quân đi lên như thế sẽ có ý nghĩa thế nào. Đối phương chỉ mời một mình Diệp Quân. Lúc này, linh hồn ở trên người chủ nhân bút đại đạo chợt nói, nước cổ thần đã chọn hắn rồi. Chủ nhân bút đại đạo buông tay, xoay người rời đi, ông ta nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Diệp Quân nhanh chóng đi theo chiến ý đó lên trên cao nguyên, hắn đưa mắt nhìn quanh, cách đó nghìn trượng có một cái đầu lâu đang lơ lửng, xung quanh đầu lâu có hai cánh tay. Hai cái chân, tay chân đều bị một sức mạnh bí ẩn trấn áp. Diệp Quân đưa mắt nhìn về phía đầu lâu, rõ ràng người trước mặt là thống lĩnh cổ thần vệ, mà tất cả chiến ý đều phát ra từ trong cái đầu lâu này. Cái đầu kia chợt lên tiếng, người ngoại vực. Cái đầu kia nói, đây là thủ lệnh của ta, ngươi sử dụng lệnh này, tất cả cổ thần vệ ở đây đều sẽ nghe lệnh ngươi. Sắc mặt Diệp Quân thay đổi, hắn cúi thấp người, cảm ơn. Cái đầu kia đáp, đi đi. Diệp Quân cất lệnh bài, sau đó xoay người rời đi. Khi đi tới dưới núi, hắn lấy lệnh bài ra, những cổ thần vệ đang có mặt lập tức quỳ xuống. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía cổ bàn nói, lúc huynh đi lên, ông ta cũng bỏ đi luôn. Diệp Quân gật đầu, lập tức đi tới nước cổ thần. Cổ bàn nhìn chằm chằm Diệp Quân, huynh có sự lựa chọn rồi à? Diệp Quân đáp, phải. Cổ bàn im lặng. Diệp Quân nói, còn phải xem nước cổ thần có chọn ta hay không nữa. Ở nơi này, Diệp Quân nhất định phải chọn một bên, vì hắn biết chắc chắn chủ nhân bút đại đạo cũng sẽ làm thế. Hơn nữa thế lực đầu tiên mà chủ nhân bút đại đạo muốn chọn chắc chắn là nước cổ thần, vì món thần khí tối cao kia của bọn họ. Mà bây giờ hắn lấy được cơ hội này, đương nhiên là hắn không thể bỏ qua. Hắn cũng có thể đoán được chắc chắn bây giờ chủ nhân bút đại đạo đã chọn điểm giao hư chân. Hắn phải nhanh chóng đi đến cổ thần đô. Diệp Quân cất lời, đi. Chẳng mấy chốc, dưới sự hộ tống của nhóm cổ thần vệ, Diệp Quân và cổ bàn đi thẳng đến cổ thần đô, trên đường đi, không có một sinh linh nào dám làm phiền. Không chỉ thế mà ngày càng có nhiều cổ thần vệ gia nhập vào đội hộ vệ. Khoảng một canh giờ sau, nhóm người đi tới một cánh rừng u ám. Lúc này, cổ thần vệ đi đầu dừng lại, gã nhìn chằm chằm vào khu rừng, không di chuyển. Diệp Quân hơi nghi ngờ, hắn cũng đưa mắt nhìn về phía cánh rừng, ngay sau đó, hắn xa sầm mặt, vì trên một thân cây trong cánh rừng có hai cái xác đang treo lơ lửng. Một nam một nữ. Trong lòng Diệp Quân nhất thời dâng lên dự cảm chẳng lành, hắn vung tay áo, hai tia kiếm quang bay ra,
nhưng hai tia kiếm quang vừa mới tiếp cận cánh rừng u ám đó đã lặng lẽ biến mất. Diệp Quân híp mắt, cổ bàn nhìn chằm chằm cánh rừng kia, e rằng ở đây có một vị thần. Diệp Quân gật đầu. Diệp Quân bỗng mở lòng bàn tay, hai tia kiếm quang bay ra, một nam một nữ bị treo ở phía xa bị kiếm quang kéo đến trước mặt hắn. Diệp Quân đi tới trước mặt hai người, khi thấy khuôn mặt của họ, hắn nhất thời xa sầm mặt, quả nhiên đúng như suy đoán của hắn, hai người trước mắt là Nguyên Trấn và Tân Liên, cũng là con trai và con dâu của Nguyên Phan. Sao bọn họ lại ở đây? Diệp Quân rất nghi ngờ. Lúc này, cổ bàn chợt nói, bọn họ còn sống. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía cổ bàn, gã trầm giọng nói, bọn họ chỉ bị nhốt thần hồn thôi, nhưng nó vẫn còn ở trong cơ thể. Diệp Quân quay đầu nhìn hai người, quả nhiên hắn cảm nhận được hơi thở linh hồn ở sâu trong cơ thể bọn họ. Cổ bàn lại nói, hai người này cũng là người tu luyện. Diệp Quân gật đầu, nhìn ra rồi, cổ huynh có cách nào phá bỏ phong ấn trong cơ thể bọn họ không? Cổ bàn đáp, để ta thử xem sao. Dứt lời, gã đi tới trước mặt hai người, sau đó mở lòng bàn tay, ngôi sao hội tụ, chẳng mấy chốc, vô số tinh quang bay vào trong cơ thể hai người. Không biết bao lâu trôi qua, trong cơ thể hai người chợt có một làn khí đen bay ra. Khụ khụ, hai người ho dữ dội. Người đàn ông mở mắt ra trước, khi thấy Diệp Quân và cổ bàn, ông ta nhất thời sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, Liên Nhi. Lúc này cô gái cũng chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt bà ta hơi mờ mịt, rõ ràng vẫn chưa nhận ra là mình còn sống. Khi thấy vẻ mặt của Diệp Quân, Nguyên Trấn lập tức hiểu ra thiếu niên trước mặt đang thăm dò bọn họ, ông ta lập tức thấy hối hận, mắc bẫy của tiểu tử này rồi. Diệp Quân nhìn chằm chằm hai người, nếu các người đến từ điểm giao hư chân thì sao lại yếu vậy? Hai người cười khổ. Diệp Quân nói, sở dĩ ta cứu hai người là vì thôn trưởng của thôn Nguyên và Nguyệt Nhi cô nương. Nguyệt Nhi, Tân Liên vội hỏi, công tử, con bé vẫn khỏe chứ? Diệp Quân gật đầu, vẫn khỏe. Nguyên Trấn khẽ thở dài, không giấu gì ngươi, vợ chồng chúng ta đúng là đến từ điểm giao hư chân, ta đến từ thánh vực, vợ của ta đến từ huyết vực. Hai chúng ta là hai thế lực đối đầu nhau, nhưng ta và vợ yêu nhau thật lòng, vì ở cạnh nhau, năm đó chúng ta nghe theo lời kêu gọi chư thần đến nơi này tiêu diệt nước cổ thần. Sau khi đến đây, chúng ta lựa chọn ở ẩn, nhưng không ngờ thực lực của đế chủ nước cổ thần quá mạnh, không chỉ đánh bại chư thần còn phong ấn nơi này, chúng ta vốn rất yếu. Còn bị ông ta phong ấn, cho nên tu vi lập tức mất sạch. Diệp Quân hỏi, vì sao hai người lại đi ra bên ngoài? Nguyên Trấn đáp, ta muốn tìm trưởng bối của thánh địa. Lúc trước bọn họ chết ở đây, nhưng vì lạc đường, trời xui đất khiến đi tới rừng khấp hồn, sau đó bị vị thần trong kia phong ấn linh hồn. Diệp Quân nói, hai người muốn trở về à? Nguyên Trấn do dự một lát rồi nói, đúng là muốn trở về xem sao. Diệp Quân nói, thực lực của các ông bây giờ quá yếu, ở nơi này rất nguy hiểm, quay lại thôn Nguyên đi. Nguyên Trấn gật đầu, công tử, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi, vợ chồng chúng ta không có gì báo đáp. Dứt lời, ông ta mở lòng bàn tay, một miếng ngọc bội xuất hiện. Ông ta đưa ngọc bội cho Diệp Quân, công tử, sau này nếu có cơ hội đi tới điểm giao hư chân, ngươi đưa thứ này cho thánh chủ của thánh địa, có lẽ nó sẽ giúp ích được cho ngươi. Diệp Quân vốn muốn từ chối. Nhưng Nguyên Trấn lại khẩn cầu, xin công tử đừng từ chối, nhờ ngươi đấy. Diệp Quân ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, được. Sau đó, hắn nhận lấy ngọc bội. Nguyên Trấn lại nói, nếu vị thánh chủ kia hỏi về ta, xin công tử nói là ta đã hy sinh ở đây AS. Dứt lời, ông ta đỡ Tân Liên bên cạnh cúi thấp người với Diệp Quân, sau đó xoay người đi về phía xa. Sắc mặt Nguyên Trấn và Tân Liên rất khó coi, ngoài ra còn có vẻ khó tin. Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười nói, thuật ẩn thân của các người đúng là rất lợi hại, nhưng đó cũng chỉ là trò vặt với ta mà thôi. Nguyên Trấn trầm giọng nói, các hạ, chúng ta có thể suy nghĩ thêm không? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, đương nhiên là được rồi. Sau đó, ông ta bật cười, yên tâm, ta không phải kiểu người thích ép buộc người khác, nếu các người thật sự không muốn cũng chẳng sao, nhưng ta có thể cho các người biết. Có sự giúp đỡ của ta, các người sẽ không thể tưởng tượng ra thành tựu của cô bé đâu. Hai người im lặng. Sau khi Nguyên Trấn và Tân Liên biến mất, Diệp Quân nhìn miếng ngọc bội trong tay. Điểm giao hư chân. Sau một lúc im lặng, Diệp Quân thôi suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn về phía khu rừng, khu
khu rừng vô cùng tĩnh lặng, không có tiếng động gì. Diệp Quân hơi lo lắng, nhưng đúng lúc này, một tiếng hét giận dữ vang lên từ trong rừng. Ầm! Khắp khu rừng u ám trở nên rung động dữ dội, sau đó khu rừng bỗng bốc cháy, ngọn lửa hừng hực bốc lên cao, lao thẳng lên bầu trời, vô cùng chói mắt. Lúc này, mấy trăm cổ thần vệ chậm rãi bước ra từ bên trong, trên người bọn họ ngoài kim quang ra còn có cả ánh lửa. Diệp Quân đi đến trước mặt bọn họ, một cổ thần vệ bỗng lấy một chiếc nhẫn không gian ra đưa cho Diệp Quân. Thấy cảnh này, Diệp Quân sửng sốt. Trong nhãn không gian có khoảng mấy trăm nghìn chân linh tinh, không chỉ thế còn có mười mấy món tiên khít. Những người này cướp sạch đồ của vị thần kia rồi. Cổ bàn chợt lên tiếng, xem ra sau khi bị phong ấn, thực lực của mấy thần này đã giảm đi nhiều. Diệp Quân nhìn thoáng qua mấy cổ thần vệ, hắn và cổ bàn cùng nhau đi tới khu rừng đang bốc cháy kia, lúc đi ngang qua khu rừng, hắn nhìn thấy một ngôi mộ cổ, bên trong có hơi thở mạnh mẽ ẩn hiện. Thần! Hắn có thể cảm nhận được đối phương cũng đang nhìn hắn. Diệp Quân thu hồi tầm mắt, dẫn một nhóm cổ thần vệ biến mất ở chỗ xa. Dưới sự hộ tống của nhóm cổ thần vệ, con đường đi tới phương Bắc của Diệp Quân và cổ bàn vô cùng thuận buồm xuôi gió, không có chút trở ngại nào. Thực lực của nhóm cổ thần vệ ở đây đương nhiên không phải mạnh nhất, nhưng lại có thể đánh bại kẻ được gọi là thần. Lúc này những người đó đều đang bị phong ấn, nên bọn họ bây giờ có thể nói là những tồn tại không thể động vào. Khoảng 3 ngày sau, sau khi Diệp Quân và cổ bàn đi qua một con sông, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy một tòa thành nguy nga. Cổ thần đô, nhìn từ vị trí của bọn họ, cổ thần đô kia tọa lạc trên một cao nguyên, tòa thành không được trọn vẹn cho lắm, tường thành ở một vài chỗ bị sụp, nhưng trông vẫn rất nguy nga. Trên những tường thành bị sụp đó còn có một vài pho tượng khổng lồ cao đến mấy trăm trượng, những pho tượng kia cũng đều không được lành lặn. Khắp nơi xung quanh tòa thành đều có những dấu vết đổ nát, nơi đó còn có một vực sâu to lớn không thấy đáy, giống như một cái động đen, sâu không lường được. Cổ bàn nhìn về phía xa, khế nói, trận chiến năm đó dữ dội thật đấy. Diệp Quân gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của nhóm cổ thần vệ, mọi người chậm rãi tiếp cận cổ thần đô, mà ngay sau đó, Diệp Quân và cổ bàn lập tức cảm nhận được một luồng khí đáng sợ. Khí đế vương. Diệp Quân và cổ bàn nhìn nhau, ánh mắt hai người đều rất nặng nề. Khí đế vương này thật sự hơi đáng sợ, bên trong chứa đựng uy nghiêm vô thượng, khiến người khác không nhịn được muốn quỳ xuống đất. Nhưng khi khí đế vương đến gần bọn họ, nhưng nó không nhằm vào bọn họ, mà chủ động tách ra, nhường đường cho bọn họ. Đây rõ ràng là công lao của những cổ thần vệ kia. Chẳng mấy chốc, đoàn người đi tới trước cổng chính của cổ thần đô, cổng chính đã bị phá hư, cửa rơi khắp dưới đường, mà bên trên đó vẫn thấy thấp thoáng một vài phù văn cổ xưa. Lúc này, những cổ thần vệ kia bỗng dừng lại, bọn họ đi tới trước cổng lớn, sau đó cung kính nhặt cửa lên, đặt nó sang một bên rồi quay lại bên cạnh Diệp Quân và cổ bàn, tiếp tục hộ tống hai người đi vào. Sau khi đi vào thành, nơi này vô cùng yên tĩnh, khắp nơi đều đống đổ nát, bị tàn phá nặng nề, chỉ có một vài kiến trúc cao tầng còn cho thấy sự huy hoàng trước đây của tòa thành này. Nước cổ thần. Hai người đều hơi bùi ngùi. Cổ bàn nhìn chằm chằm Diệp Quân, huynh chắc chứ? Diệp Quân cười nói, cổ huynh không thấy tò mò về đế chủ của nước cổ thần sao? Cổ bàn cười đáp, đương nhiên ta cũng muốn gặp nhân vật như thế, nhưng đây là cơ duyên của huynh. Diệp Quân lại nói, không cần phải suy nghĩ nhiều vậy đâu, đi thôi. Thấy Diệp Quân không giống đang nói đùa, cổ bàn cũng không từ chối nữa, gã gật đầu rồi đi theo. Hai người đi về phía cung điện trên bậc thang. Cổ bàn bỗng tò mò hỏi, Diệp huynh, nếu huynh thắng được chủ nhân bút đại đạo thì sẽ thế nào? Diệp Quân cười nói, xây dựng trật tự, huynh sẽ giúp ta xây dựng trật tự. Cổ bàn hỏi, nếu thua thì sao? Diệp Quân khẽ nói, vậy thì chỉ có thể ngậm ngùi làm vua dựa dẫm vô địch thôi. Cổ bàn quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, vua dựa dẫm vô địch. Diệp Quân gật đầu, ta không đùa, nếu ta thật sự đi đến bước đó, một mình có thể càn quét toàn bộ điểm giao hư chân. Không đúng không đúng, ta hơi khiêm tốn, phải là càn quét tất cả mọi thứ. Cổ bàn. Diệp Quân cười nói, thật ra cảm giác đó chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Cổ bàn nói, lực. Nói một cách nghiêm túc thì gọi người cũng là một loại năng. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía cổ bàn lại nói, đương nhiên chắc chắn cao thủ chân chính đều dựa vào bản thân mình,
lúc nào cũng vậy, dựa vào. Người khác không bằng dựa vào mình. Lựa chọn của huynh là đúng, bản thân mình có, không cần cầu xin người khác, mới có thể sống ngay thẳng, sống có tự tôn nhất. Diệp Quân cười nói, anh hùng quan điểm giống nhau. Khi hai người sắp đi đến đại điện, một ông lão mặc áo bào trắng bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt. Hai người nhóm Diệp Quân phát hiện bọn họ không phải bản thể mà chỉ là một hư ảnh. Diệp Quân hơi nghi ngờ. Ông lão nói, mời công tử tiến lên. Diệp Quân đi đến trước quan tài bằng, nắp quan tài chậm rãi mở ra, có một cô gái nằm bên trong, cô gái mặc váy trắng như tuyết, khuôn mặt tựa ngọc, xinh đẹp đến mức khiến người ta thấy ngạt thở. Diệp Quân quay đầu nhìn ông lão với vẻ hoài nghi. Ông lão nhìn Diệp Quân, đế chủ đã biết công tử đến, cũng biết mục đích của công tử, ngài ấy có thể đồng ý với công tử. Diệp Quân nhìn chằm chằm ông ta, vì sao? Ông lão nói, các người ưu tú, còn rất đặc biệt, công tử bên cạnh cầu tuy chỉ là một ý thức, nhưng lại có đại đạo độc nhất vô nhị trên thế gian, thiên phú như, thế không thua kém đế chủ năm đó một chút nào. Dứt lời, ông ta xoay người nhìn về phía cổ bàn, đế chủ nói chiêu thương tỉnh liệt củ đó của ngươi rất được, thật sự là chiến kỹ đứng dầu dưới thần. Cổ bàn bình tĩnh nói, ta còn có chiêu khác mạnh hơn. Ông lão gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Diệp Quân, còn về một người đàn ông mặc áo đạo sĩ khác. Đương nhiên người đó cũng không đơn giản chút nào, ông ta ngoại pháp, rất lợi hại, đế chủ nói đạo pháp đó đã vượt qua nhận thức của thế giới này và điểm giao hư chân. Còn ngươi, nói đến đây, ông ta thoáng dừng lại, sau đó mới tiếp tục, ngươi rất ưu tú, cũng rất yêu nghiệt, nhưng lựa chọn ban đầu của đế chủ không phải ngươi. Diệp Quân nói, lựa chọn lúc đầu của ngài ấy là chủ nhân bút đại đạo sao? Ông lão gật đầu, nhưng cuối cùng đế chủ lại từ bỏ. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Ông lão đáp, vì ngươi tu luyện đạo trật tự. Diệp Quân hơi nghi ngờ. Ông lão cười khẽ, vẫn còn nhớ chuyện ngươi làm ở thôn Nguyên chứ? Diệp Quân thấy khó hiểu, chuyện gì cơ? Ông lão nói, đào giếng. Diệp Quân sửng sốt. Ông lão nhìn hắn chằm chằm. Một người biết trân trọng mạng sống của người bình thường chắc chắn sẽ không dâng hiến chúng sinh, cũng sẽ không dâng hiến. Nói đến đây, ông ta bỗng dừng lại. Diệp Quân nghe mà chẳng hiểu gì. Ông lão quay đầu nhìn về phía quan tài, công tử, thân phận của cô nương này khá đặc biệt. Năm đó đại chiến diễn ra, đế chủ đích thân phong ấn cô ta, tạm dừng lại tuổi thọ của cô ta. Đế chủ sẽ tặng toàn bộ đế khí và báu vật của nước. Cổ thần cho cậu. Thậm chí cả thần khí tối cao kia. Ngài ấy chỉ có một điều kiện là cậu phải bảo vệ cô ta, để cô ta không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nghe được lời nói của Diệp Quân, cổ bàn vội vàng nói, đừng, đừng, ngươi tự lấy đi. Mặc dù gã cứng rắn, nhưng cũng không ngốc. Có một số việc có thể làm, nhưng có một số việc tuyệt đối không thể làm được, mà nhân quả trên người cô gái trước mắt này rõ ràng không phải là nhân quả bình thường, nhân quả gì là đáng sợ nhất. Nhân quả không biết mới là đáng sợ nhất. Diệp Quân đột nhiên nói, sẽ chia cho ngươi một nửa đồ vật. Hắn biết, đây nhất định không phải là chuyện hắn có thể giải quyết một mình được. Nhất định phải tìm người cùng nhau gánh vác, phân chia một nửa, cổ bàn im lặng một lúc, rồi mới nói, không thành vấn đề. Trước mặt có nhiều đế khí như vậy, không biết nhân quả hình như cũng không đáng sợ như vậy. Ông lão áo trắng liếc mắt nhìn hai người một cái, các ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quân gật đầu, chắc chắn, đã đến chỗ này rồi thì hắn cũng không có đường lui nữa. Ông lão áo trắng gật đầu, sau đó mở lòng bàn tay ra, trong tay ông ta xuất hiện một chiếc nhẫn băng, quan tài băng kia đột nhiên hóa thành một tia sáng bằng băng chìm vào trong chiếc nhẫn băng, ông ta đưa chiếc nhẫn băng cho Diệp Quân. Diệp Quân nhận lấy chiếc nhẫn băng, mà lúc này, ông lão áo trắng đột nhiên nói, công tử, nước cổ thần của chúng ta được công tử đồng ý. Nhất định sẽ dùng hết sức để giúp đỡ cho công tử, và xin hãy bảo vệ cho vị cô nương này thật tốt. Nhìn thấy vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt của ông lão áo trắng, Diệp Quân hơi do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta phải bảo vệ cô ấy cả đời à. Ông lão áo trắng lắc đầu, nếu cô ấy tự nguyện rời đi thì công tử không cần phải bảo vệ nữa, nhưng nếu cô ấy đi theo bên cạnh công tử, vậy thì xin công tử vẫn tiếp tục bảo vệ đi. Diệp Quân nói, có thể tiết lộ nguồn gốc của cô ấy một chút không? Ông lão áo trắng lại lắc đầu, ta cũng không biết. Nói xong, ông ta nhìn về phía đạo kim quang trước mặt Diệp Quân,
Đây là một trận pháp dịch chuyển, công tử bước vào trong đó là có thể tiến vào kho vũ khí của cổ thần. Diệp Quân gật đầu, hắn đi vào, dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn quay đầu lại nhìn về phía cổ bàn đang đứng ở bên cạnh, còn ngây ra đó làm gì vậy? Vào đi! Cổ bàn nhận ra một cách muộn màng, ồ! Gã bước vào. Kim quang lóe lên, chẳng mấy chốc, ba người đã xuất hiện bên trong một mảnh ngân hà rực rỡ. Bên trong mảnh ngân hà này có hàng triệu tia sáng của đạo nổi lơ lửng ở xung quanh, mỗi một tia sáng đều ẩn chứa một loại thần thông và võ thuật. Ông già áo trắng ở bên cạnh hai người dùng giọng nói nhẹ nhàng nói, tất cả thần thông và võ thuật của nước cổ thần của ta đều ở chỗ này, từ giờ phút này. Trở đi, chúng nó chính là của hai vị. Mà cổ bàn ở bên cạnh tiện tay cầm một quyển lên xem, sau khi nhìn hai lần, gã lắc đầu, sau đó đặt sang một bên. Rõ ràng là không coi trọng, ông lão áo trắng mỉm cười và nói, các hạ không ưng à. Cố bàn gật đầu, đúng là không ưng lắm. Ông lão áo trắng đột nhiên chỉ vào một chỗ phía xa, các hạ có thể đi đến đó. Cổ bàn ngẩng đầu nhìn sang, cuối tầm mắt có một tòa lầu nhỏ. Ông lão áo trắng nói, năm đó nó được đế chủ xây dựng, ngoài những thứ do đế chủ sáng chế thì còn có những thứ do chính ngài ấy sưu tầm, các hạ có thể đi nhìn một cái. Cổ bàn gật đầu, cơ thể run lên, khi xuất hiện lại thì đã ở bên trong tòa lầu rồi. Gã tùy tiện cầm một quyển lên, vừa mở ra xem thì trong mắt lập tức hiện lên một tia cực kỳ ngạc nhiên. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã có thể nhận ra được cốt lõi của kiếm kỹ này, thứ nhất là đạo, thứ hai là tâm, thứ ba mới là kiếm. Tâm có thể chứa đựng được tất cả, đại đạo, kiếm đạo, đều có thể được chứa đựng trong tâm. Đây chính là ý nghĩa thực sự của câu nói mà người đời thường nói kia trong lòng có kiếm, mọi thứ đều có thể là kiếm. Diệp Quân nở nụ cười. Mặc dù sức mạnh của kiếm kỹ này rất mạnh, nhưng cũng không mạnh bằng nhất kiếm quyết sinh tử và thuật trảm thiên bạt kiếm của hắn, nhưng kiếm kỹ này lại cung cấp cho hắn một cách suy nghĩ khác, một cách suy nghĩ hoàn toàn mới về kiếm đạo, khiến cho hắn nhận ra rằng kiếm đạo có nhiều tính chất hơn. Cho dù là nhất kiếm quyết sinh tử hay là thuật trảm thiên bạt kiếm, đối với hắn thì bây giờ hai kiếm kỹ này đã đạt đến bình cảnh rồi, nếu gặp phải kẻ địch có cùng cấp bậc thì đương nhiên không có vấn đề gì, hắn hoàn toàn có thể đè bẹp được. Nhưng vấn đề là, bây giờ hắn không gặp được người nào có cùng cấp bậc với hắn, cho nên, đối với hắn thì bây giờ hai kiếm kỹ này đã không còn đủ dùng nữa rồi. Phải thay đổi. Diệp Quân bỗng nhiên khẽ thở dài, hắn chợt nhận ra rằng không có kẻ thù nào của Diệp Quân hắn đây là bình thường cả, đương nhiên, hắn cũng có thể hiểu được điều đó, bởi vì kẻ thù bình thường chắc chắn không thể trở thành đối thủ của Diệp Quân hắn được, cho nên, cha già mới có thể khiến cho hắn phải chiến đấu với những kẻ thù không bình thường này. Hắn thực sự là hơi đau chứng. Quá yếu thì không có hứng thú. Quá mạnh thì lại thật sự không thể đánh lại. Mình thực sự quá khó khăn. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía cổ bàn bên trong tòa lầu kia, ta muốn đi xem kho báu, ngươi có đi không? Cổ bàn liên tục xua tay, không đi, không đi. Lúc này, gã đã xem đến mức say mê, còn là một kẻ cồng võ thuật. Diệp Quân nở nụ cười, cổ huynh, ngươi không sợ ta sẽ độc chiếm báu vật của nước cổ thần à? Cổ bàn còn không quay đầu lại, đều là vật bên ngoài, có cũng được, không có cũng được. Hắn tin vào khả năng của Toại Cổ Kim, chỉ cần đưa tiền và tài nguyên cho cô ta, không bao lâu nữa, một siêu thế lực còn khủng bố hơn cả nước cổ thần sẽ xuất hiện trên thế gian. Ông lão áo trắng bên cạnh Diệp Quân đột nhiên chỉ về phía xa, công tử, bên đó có một thanh kiếm, đó là đế khí, ngài muốn lấy không? Diệp Quân nhìn theo ngón tay của ông lão áo trắng, nơi tầm mắt rơi xuống là nơi có một thanh kiếm thần với ngọn lửa màu đen tỏa ra quanh thân đang trôi nổi. Ông lão áo trắng nói, thanh kiếm này tên là Tiết Độc, trước đây là thanh kiếm của Sầm Âm, bậc thầy về kiếm đạo của nước cổ thần của ta, thanh kiếm này đã từng giết thần, nhưng sau khi giết thần thì nó bị ngọn lửa đen quấn quanh, linh lực của nó đã bị tản đi hết, bản thân linh hồn của kiếm cũng bị giam cầm trong kiếm không thể thoát ra được. Nói xong, trong mắt ông ta hiện lên một tia phức tạp, đây là cái giá của việc giết thần. Diệp Quân hơi tò mò, giết thần còn có giá phải trả ư? Ông lão áo trắng gật đầu, có, hơn nữa còn rất nặng. Diệp Quân đột nhiên cảm thấy hơi may mắn và nghĩ lại mà sợ, nếu lúc trước Ngụy Thần không đi trên chọc cha già thì bây giờ với khả năng của hắn, cho dù có thật sự liều mạng thì cũng không thể đánh bại được vị Ngụy Thần kia. Cha già vẫn có bản lĩnh đấy. Ông lão áo trắng nói,
công tử, người có muốn lấy thanh kiếm này không? Diệp Quân thu hồi ý nghĩ, ánh mắt dừng lại ở trên thân kiếm, hắn đi tới, mở lòng bàn tay ra, thanh kiếm này khẽ rung lên. Ông lão áo trắng nói, công tử phải cẩn thận, bây giờ bên trên thanh kiếm này có thần lực bám vào. Mà lúc này, thanh kiếm đã bay vào trong tay của Diệp Quân. Ầm. Trong khoảnh khắc Diệp Quân cầm kiếm kia, đôi mắt của hắn đột nhiên mở to, bởi vì một luồng thần lực cực kỳ khủng bố đã trực tiếp muốn xâm nhập vào cơ thể của hắn một cách mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Quân lập tức kích hoạt huyết mạch phong ma trong cơ thể, huyết diễm bùng cháy, trong nháy mắt đã đàn áp được luồng thần lực kia, không những vậy, huyết mạch phong ma hùng mạnh còn thuận tiện chảy vào bên trong thanh kiếm, tiết độc này, toàn bộ thanh kiếm trực tiếp bốc cháy, điên cuồng đốt cháy luồng thần lực kia. Ông lão áo trắng ở bên cạnh lập tức hơi ngạc nhiên, bởi vì ông ta phát hiện, sức mạnh huyết mạch của Diệp Quân đang cắn nuốt thần lực kia. Đây rốt cuộc là loại huyết mạch gì? Thậm chí còn có thể cắn nuốt cả thần lực ư? Chẳng bao lâu sau, thần lực trên thân của thanh kiếm, tiết độc này đã hoàn toàn bị huyết mạch phong ma của Diệp Quân cần nuốt sạch sẽ. Mà khí tức của Diệp Quân cũng được tăng lên rất nhiều. Diệp Quân sầm mặt, tiền bối, hai tin này đều là tin xấu. Nghe tin nào trước có ý nghĩa gì với ta không? Ông lão áo trắng trầm giọng nói, ta nghe được rằng bây giờ chủ nhân bút đại đạo đã liên kết với vài thần. Diệp Quân nhìn ông lão áo trắng, đế chủ có thể phong ấn họ, đúng chứ? Ông lão áo trắng nói, trước kia thì có thể, nhưng bây giờ. Đây là tin xấu thứ hai mà ta nói. Sắc mặt Diệp Quân xa xăm, nếu những vị thần đó bị phong ấn thật ra cũng không đáng sợ như vậy, nhưng nếu không bị phong ấn. Những kẻ này đều là những tồn tại đáng sợ trên cả cảnh giới gần 10 phần chân. Có đánh cũng không thắng. Hoàn toàn không có khả năng thắng. Ông lão áo trắng nói, công tử, xin hãy cất hết bảo vật ở nơi này đi. Diệp Quân quay đầu lại nhìn các đế khí và tiên khí xung quanh, đây đều là củ khoai bỏng tay. Diệp Quân bật cười, có được lợi thì phải trả giá, thế gian này nào có chuyện tốt gì được cho không đâu. Hắn vung tay lên. Cất hết tất cả đồ vật ở đó vào. Một lát là xong. Diệp Quân nhìn ông lão áo trắng, bắt đầu từ lúc này nước cổ thần sẽ toàn lực hỗ trợ ta, đúng không? Ông lão áo trắng gật đầu, ừ. Diệp Quân nói, chúng ta còn chiêu đặc biệt nào nữa không? Ông lão áo trắng lặng thinh. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ, tiền bối, lẽ nào chỉ một mình ta sao? Ông lão áo trắng cười nói, ta muốn nói, vừa rồi ta quên nói một chuyện. Thật ra vẫn còn một tin xấu nữa. Diệp Quân, ánh mắt ông lão áo trắng hiện lên vẻ lo lắng, công tử, thật ra cho dù không có chủ nhân bút đại đạo, phong ấn của các vị thần đó cũng sẽ được gì. Kiếm đạo trật tự của hắn chỉ cần có đủ sức mạnh tín ngưỡng thì trở thành sự tồn tại vô địch, nếu không có sức mạnh tín ngưỡng thì uy lực sẽ có hạn. Thế nên hắn thật sự rất cần hoàn thiện kiếm đạo vô địch. Tâm vô địch của hắn vẫn chưa đủ mạnh. Như nghĩ đến điều gì? Diệp Quân bỗng xòe tay ra, sông đại đạo đó xuất hiện trong tay hắn, tiền bối, đế khí này có vấn đề gì à? Ông lão áo trắng nhìn sông đại đạo đó, dòng sông này cũng là một trong các đế khí của nước cổ thần ta, năm đó nó đã đầu hàng trong trận chiến với một vị thần. Đầu hàng? Diệp Quân sửng sốt. Ông lão áo trắng nhìn chằm chằm sông đại đạo đó, trong dòng sông này có ý thức linh hồn của vị thần đó đang nuôi dưỡng bản thân trong đó. Nhưng hiện tại nó đang ở trạng thái ngủ say, nếu cậu muốn chinh phục được dòng sông này thì sẽ đánh thức vị thần đó, với thực lực hiện giờ của cậu, một khi nó thức tỉnh, chắc chắn cậu sẽ tự hủy diệt mình. Diệp Quân gật đầu, cũng không bất ngờ, vì chủ nhân bút đại đạo chưa từng làm việc gì giống người. Diệp Quân lại lấy lá bùa hắn lấy được từ ngụy thần, nói, tiền bối, cái này thì sao? Ông lão áo trắng hơi nhíu mày, bùa ngụy. Diệp Quân nói. Sau khi đánh chết ngụy thần, ta lấy được thứ này từ trên người ông ta. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Quân, cậu có chắc đã đánh chết không? Diệp Quân gật đầu. Xét về lý luận thì cha hắn đánh chết cũng chẳng khác gì hắn đánh chết cả. Thấy Diệp Quân gật đầu, ông lão áo trắng lắc đầu khế cười, cũng không xoắn suýt vấn đề này nữa. Ông ta nhìn lá bùa, công tử có được truyền thừa của ngụy thần rồi à? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Ông lão áo trắng nói. Vậy thì chúc mừng công tử. Diệp Quân hơi khó hiểu. Ông lão áo trắng mỉm cười nói, thứ mạnh nhất của ngụy thần không phải là thực lực của ông ta, mà là thuật khôi âm của ông. Thứ mà thuật khôi âm này mạnh nhất không phải là luyện chế những con rối,
mà là con rối sống. Diệp Quân nhíu mày, con rối sống. Diệp Quân bật cười khanh khách, tiền bối, ông nghĩ đi đâu vậy? Mặc dù ta nghĩ như thế nhưng sẽ không làm đâu. Ông lão áo trắng. Lần đầu tiên ông lão áo trắng cảm thấy người này hơi nguy hiểm, ông ta vội nói, cậu tu luyện ở đây, ta ra ngoài nghe ngóng tin tức cho cậu. Nói rồi ông ta xoay người chạy ra ngoài. Diệp Quân nhìn xung quanh, hắn đi về phía mấy cột đá chọc trời. Đột nhiên, thần quang chiếu ra từ những cột đá, đi vào biển ý thức của Diệp Quân. Thoáng chốc trong đầu Diệp Quân hiện lên rất nhiều cảnh tượng. Truyền thừa. Hắn không muốn kế thừa những đại đạo này mà là muốn mượn những đại đạo này để hoàn thiện kiếm đạo vô địch của mình. Trong mỗi cảnh tượng đều có một cường giả đỉnh cấp đang cho hắn mọi thứ, mà những cường giả này đều là cường giả đỉnh cấp ở các đời của nước cổ thần, trong đó có một số người đã đạt đến cấp thần. Võ đạo của họ có một đặc điểm chung là mạnh mẽ và cần cù, tiến bộ và bất khuất. Đại đạo rộng như biển lớn, không có giới hạn, nếu không có sự mạnh mẽ cần cù, tiến bộ bất khuất thì không thể đi đến cuối cùng, thành lập ra đạo của mình. Diệp Quân cũng phát hiện, sau khi thành lập đạo của mình, những người này đều đang bắt đầu đi vào con đường riêng. Con đường của người khác dù tốt đến đâu cũng là của người khác, nếu đi theo thì không thể vượt qua họ, chỉ có đi con đường của chính mình mới có thể đứng ở đỉnh cao. Lúc Diệp Quân giao lưu về đại đạo với những người đi trước đó, Cổ Bàn lại vô cùng thích thú nhìn thư viện võ học. Đối với gã, thật ra những võ học này không nhất thiết phải mạnh hơn sự sáng tạo của gã, nhưng những võ học này lại cho gã một tư tưởng khác. Lúc này, một người đàn ông chậm rãi bước ra từ trong đại điện, người đàn ông mặc áo vải, tóc dài xõa ngang vai, rất tao nhã. Người đàn ông nhìn chủ nhân bút đại đạo, cười nói, ta từng nghe đến ông, năm đó ông từng chống lại ngoại vực giúp Ngôn Vương. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, có duyên với ông ta nên giúp một tay. Người đàn ông nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, người đến đây lẽ nào? Cũng vì thần vật đó à? Chủ nhân bút đại đạo nói, không biết. Người đàn ông lại nói, vì thiếu niên đó. Chủ nhân bút đại đạo nói, người biết hắn. Người đàn ông cười nói, sao lại không biết chứ? Bây giờ hắn đã được nước cổ thần chọn. Nói rồi gã ngồi xuống bậc đá trước cửa đại điện, chủ nhân bút đại đạo, ông đến tìm ta là vì cuộc tranh giành đại đạo gì đó giữa các ông nhỉ? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, ừ. Người đàn ông nở nụ cười đầy thích thú, ông cho ta được gì? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, để ngươi sống. Ha ha! Người đàn ông bật cười, chủ nhân bút đại đạo, ông có biết ta là ai không? Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, ma thần. Người đàn ông nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, cười nói, vậy thì ông ta còn nói để ta sống. Cho dù năm đó cái tên cổ đạo thiên nắm giữ thần khí tối cao, cũng không thể giết ta, ông. Người đàn ông im lặng đứng trước đại điện. Chủ nhân bút đại đạo thu đạo ấn về, người cũng biết thăng danh kia không đơn giản, mà nó đã lựa chọn theo cổ thần. Ta cho ngươi biết, cổ thần có thể không đủ sức để hoàn toàn tiêu diệt các ngươi, nhưng nó thì cớ. Người đàn ông cười, hắn ta đúng là không đơn giản, nhưng giết chúng ta. Ngươi đang dọa ta đấy à? Chủ nhân bút đại đạo, ta không có thời gian khua môi múa mép với ngươi, xì thương. Bây giờ ta sẽ phân tích tình hình cho ngươi nghe một lần duy nhất, nếu còn già mồm nữa thì ta sẽ đi ngay. Ông ta đi đến vài bước. Cổ đạo thiên phong ấn được các ngươi là nhờ món thần khí tối thượng đó, nhưng ta biết cổ đạo thiên không giáng thêm được bao lâu nữa, và phong ấn sẽ tự động mất hiệu lực. Ngươi cũng đang ỷ vào điều này đúng không? Si thương liếc ông ta. Chủ nhân bút đại đạo, tình hình bây giờ là một khi phong ấn biến mất, các ngươi lại tiếp tục đánh với nước cổ thần, nhưng lần này bọn họ lại được thằng danh kia giúp. Ta biết bọn, thân các ngươi cũng tò mò về nó và đồng ý rằng nó không đơn giản. Nhưng các ngươi chẳng ai để nó vào mắt cả. Ông ta lại nói, nhưng ta cho ngươi biết, thằng đó còn đáng sợ hơn cả nước cổ thần, dã tâm cũng to lớn hơn nhiều. Si thương bật cười, đạo trật tự, hắn còn muốn thống nhất vũ trụ à? Chủ nhân bút đại đạo, chính là vậy đấy. Si thương nhíu mày, chỉ bằng hắn. Chủ nhân bút đại đạo bất đắc dĩ thở dài. Chủ nhân bút đại đạo, đừng xem thường suy nghĩ đó của hắn. Vì trên đời này nếu có người làm chuyện ấy thì chính là hắn. Si thương chỉ nhìn ông ta. Chủ nhân bút đại đạo, nước cổ thần đã chọn hắn thì xế dốc toàn lực giúp nó mạnh lên, thậm chí là đưa thần khí đó cho hắn. Si thương lắc đầu,
hắn không thu phục được nó, cổ đạo thiên cũng không làm được. Chủ nhân bút đại đạo, người khác thì không, nhưng hẳn thì cớ. Si Thương nhíu mày. Chủ nhân bút đại đạo, quỷ thần còn chết dưới tay hắn thì còn gì không thể. Si Thương, người thật sự cho rằng hắn giết quỷ thần. Chủ nhân bút đại đạo, chơi hắn, sau đó lăn ra chết. Ừng nói tin hay không tin, tóm lại là quỷ thần muốn. Si Thương im lặng. Chủ nhân bút đại đạo, người còn chưa hiểu à, thằng danh đó chính là một biến số với các ngươi. Si Thương cười, người muốn chúng ta chú ý đến hắn. Chủ nhân bút đại đạo, chính xác. Si Thương, người đối phó được hắn không? Chủ nhân bút đại đạo, chỉ cần các ngươi nghe ta thì có thể. Si Thương, người có kế gì? Chủ nhân bút đại đạo thì thầm gì đó. Si Thương lập tức biến sắc, mắt trợn trừng, người chắc chứ? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu. Si Thương, nếu ngươi làm được, thì chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ. Chủ nhân bút đại đạo, ta và hắn đều không còn đường lui. Giờ cho dù ta đi nơi khác, đợi hắn cũng đi ra rồi thì phân thân này không phải đối thủ của hắn. Hắn cũng thế thôi, không còn lựa chọn nào khác. Si Thương, vậy thì ngươi phải đi thuyết phục Hạo Thần. Y mới là người phát động trận chiến năm ấy, bao nhiêu thần ở đây đều nghe y. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, ta đến đây lần này cũng là để tìm y, đi ngang đây thì ghé qua gặp ngươi, ma thần. Y là người phát động nhưng thái độ của ngươi mới là mấu chốt, đúng chứ? Trong các thần năm xưa, hai người mạnh nhất chính là Hạo Thần và ma thần trước mắt này đây. Chỉ khi giải quyết được cả hai thì kế hoạch của ông ta mới thành công. Si Thương rơi vào trầm tư. Chủ nhân bút đại đạo cũng không vội, người nên vội là các thần nơi ranh giới hư chân này mới đúng. Một hồi sau, Si Thương nói, ta có một câu hỏi cuối cùng. Tên kia có chết được không? Chủ nhân bút đại đạo, không. Si Thương nhíu mày. Chủ nhân bút đại đạo, đánh bại hắn là được. Si Thương gật đầu, hiểu rồi, ta sẽ toàn lực phối hợp. Chủ nhân bút đại đạo, tốt. Rồi xoay người đi. Một hồi sau, Si Thương ngồi xuống thềm đá, ngẩng đầu nhìn lên cao. Vì phong ấn nên nơi đó chỉ có một màu đen như mực, sâu không thấy đáy. Gã cười lên, cũng định xem bọn ta như quân cờ à. Cổ thần khư. Diệp Quân vẫn đang tiếp nhận truyền thừa, nói đúng hơn là đang luận đạo với các tiên hiền đời trước của cổ thần. Ý thức của hắn rơi vào một vùng hư vô, đang tranh luận kịch liệt với ảnh ảo của các vị kia. Chủ đề là tu cảnh giới hay không? Tiên hiền, không tu cảnh giới mà ngươi nói là tạo ra con đường của mình rồi đi đến cuối. Nhưng cái cuối này có tiêu chuẩn không? Ngươi có biết giới hạn của nó là gì, ở đâu không? Ông lão áo trắng bên ngoài nhìn vào màn hình. Thấy vị tiên hiền nước cổ thần này bỗng mở miệng thì giật mình, không ngờ vị này lại ló mặt. Bên trong thời không hư vô, Diệp Quân gật đầu, ta có tiêu chuẩn, cũng biết giới hạn của nó ở đâu. Tiên hiền nước cổ thần, tiêu chuẩn gì? Diệp Quân, trưởng bối trong nhà chính là tiêu chuẩn. Tiên hiền nước cổ thần hỏi lại, vậy ngươi có bao giờ nghĩ không tu cảnh giới của họ thật ra chỉ là họ đạt đến trình độ nhất định rồi không còn cảnh giới nào dùng để đánh giá họ nữa? Diệp Quân nhíu mày. Tiên hiền nước cổ thần, nói cách khác, bọn họ cũng có thể có cảnh giới, nhưng chỉ có họ biết nó ra sao, mà ngươi chưa gì đã đòi học theo. Ta thấy không phù hợp, ngươi còn chưa tu luyện tới cảnh giới cao nhất được biết đến mà đã theo đuổi cảnh giới không biết. Ngươi không thấy phi thực tế à? Diệp Quân ngẫm nghĩ, ta cho rằng cảnh giới cũng chỉ là một cái tên. Mục đích của người tu đạo là để có sức mạnh, đó mới là nòng cốt. Tiền bối thấy thế nào? Tiên hiền nước cổ thần, người có lý, nhưng người quên rằng hệ thống cảnh giới của mỗi thế giới đều là một cách để mạnh lên. Như phải đi từ giới ngoại mới đến hư thần, sau đến hư chân thể. Trên giới ngoại thì lấy được pháp tắc của thần, tạo ra thần thể. Ta thấy người dù chưa làm được nhưng cũng đã đến hư chân thể. Người không nhận ra à, người vẫn đang đi trên đường của người khác, lại lầm tưởng là đường của chính mình mà thôi. Vật ngã cụ nhất. Diệp Quân đứng giữa thời không hư vô, rơi vào trầm tư. Vị tiên hiền này nói đến tâm cảnh. Nó giống như một lưỡi dao sẽ mòn dần theo thời gian, vì vậy phải không ngừng mài sắc. Lại còn cảnh giới. Trước kia hắn vẫn cho rằng mình không hề tu cảnh giới, bây giờ vị tiên hiền lại nói rằng khái niệm này của hắn không giống với người nhà. Bọn họ không tu cảnh giới vì họ đã vô địch, không còn cảnh giới nào có thể hình dung họ. Còn hắn? Hắn đã làm được đâu?
Tâm là nơi thị phi, chứa nhiều ảo tưởng. Hắn vốn không nên phân vân giữa tu hay không tu cảnh giới, mà trước tiên phải học tập hệ thống tu luyện của các nền văn minh để hoàn thiện đạo pháp bản thân. Tóm lại, phải lấy cái hay của người ta bù lại cái thiếu hụt của mình. Diệp Quân bỗng cười lớn. Chúc mừng. Vị tiên hiền kia nói, gạt bỏ tất cả thị phi. Rồi dần dần biến mất. Diệp Quân hành lễ, đa tạ tiền bối. Đạo tu hành chính là tu tâm, chưa kể hắn tu kiếm lại càng chú trọng việc này. Đề cao tâm cảnh chính là đề cao kiếm đạo. Thông qua lần luận đạo này, hắn không chỉ đề cao sức mạnh mà còn cả tâm cảnh, sẽ khiến con đường sau này thuận lợi hơn. Diệp Quân không rời khỏi thần khư chi địa mà tiếp tục ở lại tu luyện, dự định học hết những đại đạo nào có lợi cho mình từ mấy vị tiên hiền nước cổ thần. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, vì là truyền thừa nên mọi đại đạo kia đều tràn vào đầu hắn. Giống như thừa kế, đó cũng là con đường tắt ngắn nhất trên đời. Trong kho vũ khí cổ thần, cổ bàn khi thì cười lớn, khi thì phát điên. Không ai biết gã đang làm gì. Chủ nhân bút đại đạo đi đến một vùng hư không nọ, nơi có một người đàn ông đang trôi lơ lửng với hai tay giang ngang, trên mỗi cánh tay là một vòng sáng vàng quấn chặt như cầm tù. Đây là Hạo Thần, người phát động đại chiến năm xưa. Y tóc tai bù xù, đầu gục xuống, không cảm nhận được khí tức. Chủ nhân bút đại đạo nhìn hai vòng sáng kia, phát hiện nó không chỉ chứa sức mạnh pháp tắc mà còn có một loại ý chí nào đó. Ông ta nhíu mày khi cảm nhận thấy điều này, lại là nớ. Ngươi biết nó à? Hạo Thần bất ngờ ngẩng đầu lên, để lộ hai tròng mắt sâu thẳm. Chủ nhân bút đại đạo, là nó thì chẳng trách sao ngươi không phá được. Hạo Thần chỉ dương mắt nhìn. Chủ nhân bút đại đạo, ta có thể giúp. Hạo Thần nheo mắt, chắc chứ? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu. Hạo Thần hỏi, mục đích của ngươi là gì? Chủ nhân bút đại đạo, chúng ta có cùng một kẻ thù. Hạo Thần ngẫm nghĩ một hồi, vì sao ngươi biết thứ này? Chủ nhân bút đại đạo, năm xưa Chu Du vũ trụ từng nghe nói, không ngờ nó lại ở nơi này. Hạo Thần nhìn ông ta một hồi mới nói, được, hợp tác. Chủ nhân bút đại đạo, sảng khoái. Hạo Thần, phong ấn này chỉ cần 10 năm nữa sẽ. Ở thần khư chỉ địa, Diệp Quân gọi ý kiếm xuất hiện. Hắn động tâm niệm, nó đã run lên, thả ra vạn đạo. Hắn đã tu tập thứ này trong lúc nhận truyền thừa, nên bây giờ nó cùng hòa vào trong kiếm. Kiếm lại run lên, vạn đạo hợp nhất, kiếm đạo vô địch. U, tiếng kiếm minh vang khắp nơi. Chúc mừng. Ông lão áo trắng lại xuất hiện, hớn hở nói, dung hợp được vạn đạo trong thời gian ngắn như vậy, đúng là thiên tài. Diệp Quân, đều nhờ ơn dạy bảo của các vị tiên hiền. Sở dĩ hắn có thể dung hợp vạn đạo, nâng cao kiếm ý là nhờ có họ dốc lòng truyền thụ. Ông lão, chúng ta đi gặp đế chủ thôi. Diệp Quân, được. Rồi nhìn xung quanh, vị cổ huynh kia. Ông lão cười, cách chiến đấu. Ta vừa đi hỏi, gã nói không có hứng thú, đang tự nghiên cứu. Diệp Quân cười, thế thì thôi vậy. Ông lão dẫn hắn cùng biến mất, xuất hiện ở vùng hư không khác. Diệp Quân nhíu mày. Nơi này không phải thời không ban nấy. Hắn ngạc nhiên hỏi, đây là điểm giao hư chân sao tiền bối. Ông lão, chính là lối vào nơi ấy. Cổ đạo thiên lắc đầu, nhờ thiên phú đáng sợ của ngươi. Dù sao ngươi cũng đã đến bình cảnh, chỉ cần một cơ hội thôi. Ông ta ngẩng đầu nhìn pháp ấn án trước lối vào, gọi một cái ấn vàng xuất hiện trong tay. Nó tỏa ra ánh sáng vàng ùa vào cơ thể ông ta, từ đó tuôn vào trận pháp của pháp ấn nơi lối vào kia. Diệp Quân không hiểu gì. Cổ đạo thiên, năm xưa ta dùng thứ này để phong ấn lối vào điểm giao hư chân mới khiến cho bọn thần kia không còn đường về, bọn ở trên cũng không xuống được. Diệp Quân hết hồn, nơi này là do tiền bối phong ấn. Cổ đạo thiên gật đầu, chính nó ngăn bọn thần đi xuống, nhưng không có tác dụng với sinh linh yếu ớt. Ông ta nói với Diệp Quân, ta vẫn luôn duy trì nó nhiều năm qua, đến nay tâm huyết không còn, không thể tiếp tục. Diệp Quân, cổ đạo thiên nhìn cái ấp chính là thứ gây họa đâu. Thế nhân ai cũng muốn có nó, ai lại ngờ rằng nó. Diệp Quân khó hiểu, tiền bối, thần vật này là. Ấn thần linh, cổ đạo thiên đáp, đến từ ngoại vực điểm giao hư chân, nhưng thật ra ta cũng không chắc. Nó mang theo ý chí của thần linh, ai sử dụng sẽ nhận được sức mạnh to lớn, nhưng nó phải trở thành tín ngưỡng của ngươi, để ý chí của nó làm chủ ý chí của ngươi.
Nói cách khác, muốn có được sức mạnh đó, người phải thần phục nó. Ông ta mỉm cười, nó khá giống với trật tự đạo của ngươi, nhưng của ngươi lại không cưỡng chế. Diệp Quân hạ giọng, chẳng lẽ chủ nhân của ấn này cũng tu đạo trật tự? Cổ Đạo Thiên lắc đầu, ta đâu biết. Ông ta nhìn phong ấn trên cao, vốn ta có thể tiếp tục 10 năm nữa, nhưng bây giờ ta cảm nhận được chủ nhân bút đại đạo đang phá nó đi. Lợi hại thật, kết giới pháp trận ấn thần linh mà cũng phá được. Diệp Quân vội nói, tiền bối à? Diệp công tử. Lúc Cổ Đạo Thiên thiêu đốt cả thân xác lẫn thần hồn rồi lao vào trận pháp, Diệp Quân sững sờ tại chỗ, hắn không ngờ rằng vị tiền bối mà hắn chỉ mới gặp 2 lần lại quyết đoán như vậy. Tất nhiên hắn cũng hiểu được ý đồ của đối phương. Trận chiến này không thể khiến những người được gọi là thần ở trên đó xuống, nếu không phe của họ không có cơ hội chiến thắng, cho dù nước cổ thần thời kỳ Hoàng Kim cũng chắc chắn sẽ không thể ngăn chặn toàn bộ điểm giao hư chân chứ đừng nói là nước cổ thần hiện tại. Không thể khiến thần ở trên xuống, hơn nữa phong án này còn phải tồn tại, trấn áp những thần bị phong ấn ở đó ở đây. Đương nhiên, cho dù là hắn hay Cổ Đạo Thiên đều hiểu thì việc này cũng rất khó khăn, bởi vì có thêm chủ nhân bút đại đạo, phong ấn này chưa chắc có tác dụng. Nhưng với Cổ Đạo Thiên, gã đã không còn lựa chọn nào khác. Trong hư không, chủ nhân bút đại đạo đang phá trận pháp như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng phát đầu lên. Tận cuối tầm mắt ông ta chính là phong ấn màu vàng đó. Nhìn thấy Cố Đạo Thiên hiến thân cho trận pháp, chủ nhân bút đại đạo chợt nheo mắt lại, ông ta không ngờ Cố Đạo Thiên lại liều mạng như vậy, hiến thân cho trận pháp. Sau khi Cổ Đạo Thiên hy sinh cơ thể của mình cho trận pháp vốn đã yếu ớt bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ, bao trùm thế giới. Trận pháp mạnh hơn. Khu vực cổ thần, tiếng gầm gừ của rất nhiều thần bỗng vang vọng. Nguyên Trấn và Tân Liên cũng ở trong đám người đó, vẻ mặt họ cực kỳ nghiêm túc, vì họ biết sắp xảy ra chuyện gì. Hai người nhìn nhau, đều cười gượng. Vốn dĩ muốn sống ở đây thật tốt, nhưng giờ xem ra không thể làm vậy được nữa. Hai người cùng nhìn Nguyệt Nhi rất nhát gan, ôm chặt lấy cánh tay Tân Liên. Nguyên Trấn truyền âm bằng huyền khí, chúng ta có thể chết, nhưng không thể để Nguyệt Nhi chết ở đây. Tân Liên gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định. Lúc này Nguyệt Nhi bỗng nói nhỏ, cha, mẹ, vị công tử đó sẽ đến cứu chúng ta chứ? Tân Liên và Nguyên Trấn nhìn nhau, Tân Liên lắc đầu cười nói, nhóc con, vị công tử kia cũng không phải người bình thường. Người như hắn cho dù có ở điểm giao hư chân thì cũng là người sáng chói nhất. Sao hắn có thể quan tâm đến một người phàm như chúng ta được? Vẻ mặt Nguyệt Nhi trở nên thất vọng, hơi cúi đầu xuống. Hai người biết rõ suy nghĩ của cô bé, Tân Liên xoa đầu Nguyệt Nhi. Có phải con thích Diệp công tử không? Mặt Nguyệt Nhi đỏ bừng, cô ấy lắc đầu, con chỉ cảm thấy. Hắn rất mạnh. Tân Liên cười nói, Diệp công tử đó có lai lịch không tầm thường, hơn nữa bản thân hắn cũng là yêu nghiệt, người này cho dù là ở toàn thế giới cũng là người vô cùng xuất sắc, chứ đừng nói ở đây. Nhưng Nguyệt Nhi cũng đừng tự ti, thân phận của con cũng không đơn giản. Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn Tân Liên, mặt đầy vẻ khó hiểu. Ngay lúc này, ngoài thôn bỗng có tiếng vó ngựa. Mọi người đều nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một người đàn ông dẫn theo hàng trăm cận vệ cổ thần bước đến. Người đàn ông đi đầu chính là Diệp Quân. Nhìn thấy Diệp Quân, mắt Nguyệt Nhi sáng lên, cô ấy phấn khích nói, mẹ, là hắn. Tần Liên và Nguyên Trấn đều rất bất ngờ. Diệp Quân bước vào trong thôn, hắn nhìn Nguyên Trấn, trưởng thôn. Diệp Quân biết đối phương không phải người bình thường nên cũng không ép buộc, ngược lại nhìn Nguyệt Nhi. Ngay lúc Nguyệt Nhi đang định lên tiếng, Tân Liên nói, Diệp công tử, Nguyệt Nhi tự có nơi khác để đi. Diệp Quân im lặng một hồi rồi nói, có cần ta giúp không? Tân Liên lắc đầu. Diệp Quân nhìn Nguyệt Nhi nhìn Diệp Quân, lại nhìn Tân Liên, cô ấy do dự, sau đó nói, ta đi theo mẹ và cha, nhưng... Cảm ơn ngươi. Diệp Quân mỉm cười nói, đừng khách sáo, cô bảo trọng. Nguyệt Nhi gật đầu, ừ. Diệp Quân xoay người rời đi. Nguyệt Nhi bỗng nói, đợi, một chút. Diệp Quân dừng bước, quay đầu nhìn Nguyệt Nhi hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn lấy hết can đảm bước đến trước mặt Diệp Quân, lấy một cái bọc nhỏ từ trong ngực ra rồi đặt vào trong tay Diệp Quân, cái này. Cho ngươi. Diệp Quân nhìn bọc nhỏ, trong đó là một đôi giày. Hắn khá ngạc nhiên. Nguyệt Nhi cúi đầu xuống, run giọng nói, bảo trọng. Diệp Quân mỉm cười nói, cảm ơn. Cô cũng bảo trọng.
Nói rồi hắn xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc hắn và các thân vệ cổ thần dẫn dân làng rời đi. Sau khi đám người Diệp Quân rời đi, Tần Liên quay đầu nhìn Nguyên Chấn, Nguyên Chấn gật đầu, họ dẫn Nguyệt Nhi sang một bên, Tần Liên lấy một quyển trục ra, bà ta nhìn Nguyệt Nhi nói, Nguyệt Nhi, viên đá quý mẹ đưa con trước kia đâu? Nguyệt Nhi vội lấy một chiếc vòng cổ bằng đá quý từ trong cổ áo ra, đó là một viên đá quý màu đen, có kích thước bằng ngón tay cái, được xuyên qua bằng một sợi dây gai rất bình thường, trên đó cũng có một viên hồ lô đường. Cảnh tượng này khiến những người ở đó ngây người. Một lúc sau, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng bỗng vang lên từ sâu trong bầu trời, kẻ phản bội, ngươi còn dám chủ động liên lạc với huyết vực ta à? Hửm, ngươi còn liên lạc với thánh địa, ngươi muốn làm gì? Ở một bên khác, một tia thần thức cực mạnh rơi vào trên người Nguyên Chân từ cách đó vô số thời không. Cường giả thánh địa, Tân Liên nhìn thẳng vào tận sâu bầu trời, ta và Nguyên Chân có tội đáng chết, nhưng Nguyệt Nhi vô tội. Mong lão tổ thánh địa và lão tổ huyết vực cứu nó về điểm giao hư chân. Nực cười. Giọng của lão tổ huyết vực không giấu nổi sự tức giận, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi không màng đến thanh danh huyết vực ta, lén lút với một người thánh địa, còn sinh ra một đứa con gái, đã khiến cho huyết vực. Ta mất hết mặt mũi, bây giờ ngươi bảo bọn ta cứu nó. Ngươi điên rồi sao? Tần Liên nhìn chằm chằm tận sâu bầu trời, Nguyệt Nhi là thần thể bẩm sinh. Thần thể bẩm sinh, không trung rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, tất cả các thần ở khu vực cổ khư đều nhìn sang trưởng thôn Nguyên. Thần thể. Những người được gọi là thần như họ đã tu luyện hàng trăm triệu năm mới. Có thể tu luyện được thần thể, mà thật ra thần thể này là một cơ thể chứa đựng ý chí của thần mình. Dĩ nhiên cũng có một kiểu người bẩm sinh đã có ý chí thần minh, tức là thần thể bẩm sinh. Người này cho dù có ở điểm giao hư chân thì cũng chỉ có trong truyền thuyết. Họ không ngờ ở đây lại có. Lúc này tất cả các thần đều ngơ ngác. Đời người có đôi khi sẽ như thế, người vất vả cả một đời cũng không bằng người khác, vì người ta sinh ra đã như thế rồi. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Tân Liên lại nói, nó không chỉ là thần thể bẩm sinh mà trong người còn có thần trùng. Lúc này cả khu vực cổ khư đều không còn bình tĩnh được nữa. Trời sinh có thần thể. Trời sinh là thần trùng. Tập hợp trong một người. Không chỉ có huyết vực điên cuồng, lúc này lão tổ của thánh vực kia cũng điên cuồng. Lão tổ của thánh vực nói với vẻ tức giận, lão quỷ huyết, cô ấy chính là một thành viên trong thánh vực của ta, có quan hệ gì với huyết vực của ngươi? Cút! Lão tổ của huyết vực gầm lên giận dữ, cô ấy là người con gái sinh ra trong huyết vực của ta, đương nhiên là thuộc về huyết vực của ta. Lão tổ của thánh vực tức giận đến mức bật cười, không có người ở thánh vực của ta, huyết vực của người có thể sinh ra được không? Nhìn thấy hai người đã gươm súng sẵn sàng, Tần Liên đột nhiên nói, hai vị lão tổ, việc khẩn cấp trước mắt là đưa Nguyệt Nhi trở về giao giới hư chân. Nghe được lời nói của Tần Liên, hai vị lão tổ lập tức bình tĩnh lại. Bây giờ cũng không phải là lúc để tranh cãi. Bây giờ di tích cổ có tình hình gì? Nơi này đã bị phong ấn. Mặc dù những người ở bên trên có thể đi xuống dưới, nhưng những cường giả trong cảnh giới, thần cũng bị bẽ mặt, mà những vị thần ở đây đã trở thành sự tồn tại nguy hiểm nhất với nước cổ thần. Trời sinh có thần thể. Trời sinh là thần trùng. Ai không muốn có được chứ? Vẻ mặt của Tần Liên và Nguyên Chấn trông rất nghiêm túc, đương nhiên là bọn họ cũng biết vấn đề này, nhưng không có cách nào, bởi vì bọn họ đã nhận ra rằng nơi này sẽ có một cuộc đại chiến nổ ra. Bây giờ vị kia của nước cổ thần đã dùng thân xác của mình để tế trận, nếu không có cái siêu thần vật kia trấn áp, với sức mạnh của các vị thần ở đây và những cường giả của nước cổ thần cũng đủ. Để biến mọi thứ ở đây thành bột mịn. Đè ép mấy cảnh giới xuống một cách cứng rắn, mà những cường giả có cấp bậc này ở đây cũng không đủ để nhìn. Lúc này, Tân Liên và Nguyên Chấn cũng cực kỳ căng thẳng. Ở bên cạnh bọn họ, vẻ mặt của Nguyệt Nhi tràn đầy nghi ngờ. Cô ấy căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, 200 cường giả ở cảnh giới gần 5 phần chân đều đồng loạt đi đến thôn Nguyên kia, hai bên vừa nhìn thấy mặt thì đã tỏa ra mùi thuốc súng. Đều cảm thấy khó chịu với bên kia. Một ông lão đứng đầu thánh vực ở bên trái bước nhanh đi đến trước mặt Nguyệt Nhi, hành lễ một cách cung kính, thánh nữ. Nguyệt Nhi nhìn về phía Nguyên Chấn với vẻ hơi căng thẳng, cha. Nguyên Chấn cũng hơi nghi ngờ. Ông lão kia vội vàng giải thích, trước khi thuộc hạ đến, lão tổ đã phong cô ấy làm thánh nữ,
cô ấy chính là thánh chủ tiếp theo của thánh vực của chúng. Một a, Nguyên Trấn cười khổ. Trước đây, địa vị của ông ta ở thánh vực thực ra cũng không thấp, là nhân vật nòng cốt, nhưng cũng chưa bao giờ nhận được đãi ngộ như này. Thánh nữ gì cơ? Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên của huyết vực kia đột nhiên đi ra, ông ta liếc mắt nhìn ông lão một cái một cách lạnh lùng, sau đó nói, cô ấy chính là huyết chủ của huyết vực của ta. Trực tiếp trở thành huyết chủ. Đám người Nguyên Trấn đều ngây ngẩn cả người. Người đàn ông trung niên kia bước tới trước mặt của Nguyệt Nhi, hành lễ thật sâu, ra mắt huyết chủ. Ông lão nói với vẻ tức giận, cô ấy đến từ thánh vực của ta. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào ông ta, đối chọi gay gắt, cô ấy đến từ huyết vực của ta. Nhìn thấy hai bên sắp đánh nhau thì Tân Liên đột nhiên nói, hai vị, chúng ta đưa Nguyệt Nhi quay về giao giới hư chân trước. Nghe vậy, lúc này hai người mới bình tĩnh lại. Hai bên không cãi nhau nữa, sau đó bảo vệ ba người đi về phía giao giới hư chân. Nhưng vào lúc này, một tia thần thức trực tiếp khóa chặt bọn họ. Thần thức của thần. Nhưng không biết đó là thần gì. Vẻ mặt của mọi người thay đổi lớn. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuyên qua không trung mà tới, chém thần thức kia lui lại. Mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy người ra tay chính là Diệp Quân. Nhìn thấy Diệp Quân lại xuất hiện, Nguyệt Nhi lập tức hơi vui vẻ. Diệp Quân nhìn cô ấy, mỉm cười và nói, ta tiễn cô một đoạn đường. Nguyệt Nhi vội vàng gật đầu, được. Lão tổ của thánh vực kia nhìn về phía Nguyên Trấn gật đầu. Mọi người tiếp tục tiến về phía trước, dọc đường đi, cường giả của hai bên cảm giác như đang phải đối mặt với một kẻ thù đáng gờm, cực kỳ đề phòng. Nhưng chẳng bao lâu sau, càng ngày càng có nhiều thần thức đè ép về phía bọn họ. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 160.